Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 54, lúc này. Ở núi Cửu Phong, Thiên Nhiên Sát sắp xếp cho Tô Thương một căn phòng yên tĩnh, anh ấy ngồi khoanh chân luyện đan dược, anh ấy định chữa khỏi vết thương cho Ngô Thanh Ảnh trước đã. Còn luyện chế đan dược phải có dược liệu cần thiết, Tô Thương thì không thiếu, nguồn tài nguyên trong vòng chứa đồ của Sắc Phong, cơ bản là đủ dùng. Vù! Lúc này, cùng với một âm thanh trầm đục, chính là đan dược đã được luyện thành rồi. Ba viên đan dược màu xám, tự bay lơ lửng ở trước mặt Tô Thương, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hơn nữa còn ẩn chứa sức sống vô tận. Tìm được cơ hội nhất định phải làm một cái lò luyện đan mới được, dùng tay luyện chế, lãng phí thời gian quá, với cả độ khó cũng tương đối lớn. Tô Thương khẽ cười nói, đây cũng chính là trình độ của mình ở phương diện luyện đan, nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không thể nào luyện thành được. Sau khi tự lẩm bẩm, Tô Thương thả Ngô Thanh Ảnh ra từ trong vòng chứa đồ. Ánh sáng lóe lên, Ngô Thanh Ảnh hôn mê vì bị thương nặng, đã xuất hiện ở ngay trước mặt Tô Thương. Tô Thương đẩy vào trong cơ thể đó một số linh khí đã được chuyển hóa thành chân khí. Khoảng 5 phút sau, Ngô Thanh Ảnh từ từ mở mắt, yếu ớt cười khổ nói, tôi còn sống à? Tiền bối Ngô, yên tâm đi, có cháu ở đây, bà sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Thương cười cười, sau đó khô tay một cái, ba viên đan dược lơ lửng giữa không trung, hiện xuất hiện trong tay anh ấy. Ngay sau đó, Tô Thương đem một viên đan dược trong số đó, đưa cho Ngô Thanh Ảnh và nói, tiền bối Ngô, nuốt nó đi, cháu sẽ giúp bà luyện hóa. Lúc này Ngô Thanh Ảnh, thật sự rất khó chịu, không nói nhiều liền gật đầu, cố nén cơn đau kịch liệt để ăn đan dược, sau đó bắt đầu vận công luyện hóa đan dược. Tô Thương thấy vậy, cũng không làm mất thời gian, đứng ở một bên trợ giúp, nếu không e là bản thân Ngô Thanh Ảnh sẽ rất khó để chống cự được sức phát huy hiệu quả của đan dược. Cứ như vậy, kéo dài khoảng nửa tiếng, cuối cùng đan dược cũng được luyện hóa xong. Tô Thương thu tay lại, bắt đầu vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, để bù đắp lại linh khí bị tiêu hao trước. Luyện chế đan dược, trợ giúp luyện hóa, linh khí trong cơ thể Tô Thương bị tiêu hao đến mức chỉ còn lại hơn một nửa, nên phải nhanh chóng bổ sung mới được. Còn về tài nguyên mà anh ấy sử dụng, thì lấy ra từ vòng tay chứa đồ của Sắc Phong. Đan dược thần kỳ thật, vậy mà có thể bổ sung được khí huyết, bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, sống thêm 10 năm 80 năm cũng không thành vấn đề. Ngô Thanh Ảnh kết thúc trạng thái vận công, từ từ mở mắt, trong ánh mắt toát ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó bà ấy nhìn về phía Tô Thương, khuôn mặt tràn đầy sự cảm kích nói, Tô thiếu gia, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, e là bộ xương già này đã bị dây chôn ở dưới đất rồi. Tiền bối Ngô khách sáo rồi, bà là bà nội của Tuyết Nhi, lại có cống hiến to lớn cho trái đất, cháu giúp bà là điều nên làm mà. Vừa nói, Tô Thương vừa bù đắp linh khí, vừa đem hai viên đan dược còn lại đưa cho Ngô Thanh Ảnh, tiền bối Ngô, hai viên thuốc này bà hãy nhận lấy đi ạ. Nếu luyện hóa tất cả, thì đương nhiên bà có thể hồi phục lại được rồi đó, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước nữa, thì sẽ thực sự đặt chân đến cảnh giới võ thần, đến lúc đó có thể ngang hàng với hóa thần rồi ạ. Ngô Thanh Ảnh gật đầu một cách nghiêm túc, nhận lấy hai viên đan dược, khẽ cười nói, nếu nói thời gian cấp bách, Tô Thương, căn phòng này trả lại cho cậu, tôi đến phòng khác luyện hóa đan dược đây, tranh thủ trước khi linh khí khôi phục, phải đạt đến cảnh giới võ thần, để giúp cậu một tay mới được. Được, vậy thì xin nhờ cậy vào tiền bối rồi ạ. Tô Thương vừa cười vừa cảm ơn, sau đó nhắc nhở, nhưng, tiền bối Ngô, lúc luyện hóa đan dược, nhất định không được nóng vội, cứ từ từ thôi, nếu không sẽ bị phản hệ rất nguy hiểm đấy. Được, không quấy rầy cậu nữa. Ngô Thanh Ảnh gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng của Tô Thương. Chính lúc đóng cửa lại, trên khuôn mặt của Ngô Thanh Ảnh để lộ ra sự hài lòng vô cùng. Tên này không tầm thường đâu nha, thành tựu đã vượt qua cả Tô Vô Kỵ, tương lai không thể đoán trước được, xem ra cậu ta cũng là người được ông trời chọn mà Vương Dương Minh nhắc đến, tương lai của trái đất, đành nhờ vào cậu ta vậy. Nhưng, trước khi Tô Thương chưa trưởng thành, mình phải phát huy hết sức lực của bộ xương già này thôi. Cảnh giới chân vũ, không biết có uy thế ra sao, mong chờ quá đi. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Ảnh không do dự gì nữa, mà trực tiếp đi về mật thất của mình để luyện công, và bắt đầu bế quan.
Còn về Tô Thương, thì ở trong phòng hấp thụ tài nguyên, mau chóng khôi phục linh khí. Khoảng đến tận khuya, trạng thái của Tô Thương, cuối cùng cũng khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong. Không chỉ vậy, anh ấy còn dành ra một chút thời gian, đem mảnh vỡ của tháp hư không tầng thứ bay vào tay mình lần trước, ghép lại vào bên trên của tháp hư không. Vốn dĩ tầng thứ 6 vẫn luôn do Tô Thanh Y nắm giữ, nhưng mấy ngày trước Tô Thanh Y bị thương quá nặng cho nên nó đã tự bay đến trước mặt Tô Thương. Tô Thanh Y bây giờ khí hải đã bị hủy, tứ chi thì đứt đoạn, đã là một người bình thường cho nên không cần đến mảnh vỡ của tháp hư không nữa. Hơn nữa, trong tay Tô Thương còn có vô số thứ để chống lại điểm xấu, không cần thiết phải dùng đến mảnh vỡ của tháp hư không, vì vậy anh mới quyết định nối nó vào tháp hư không. Tầng thứ 6 của tháp hư không, uy lực mạnh hơn lúc trước không ít, phải tìm cơ hội để lấy lại hai mảnh còn lại của hai người kia về, ở đây mình còn có tầng 9, như vậy có thể giáp hoàn chỉnh tháp hư không được rồi, tháp hư không hoàn chỉnh đương nhiên càng khủng bố hơn rồi. Giờ phút này, Tô Thương nhìn tháp hư không đang lơ lửng trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười, sau đó lẩm bẩm nói, đúng rồi, Xích Hồng Nguyệt kia vẫn đang ở trong tháp hư không. Nghe bọn họ nói thì Xích Hồng Nguyệt chính là đứa con gái bảo bối của Viêm Long Tiên Đế, trên người chắc chắn có không ít thứ đồ tốt. Tô Thương cười nói tiếp, còn có nửa cái cơ thể rồng của Khuê Long nữa, cái thứ đó nếu như có thể dung nhập vào cơ thể của Sắc Phong, sau đó lại trở thành cơ thể mới của Tô Thanh Y, thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nghĩ đến đây, hai mắt Tô Thương híp lại, đồng ý niệm một cái đem thần thức của mình tiến vào tháp hư không. Trước mắt anh cũng không biết Xích Hồng Nguyệt rốt cuộc có lá bài tẩy mạnh nào không. Bởi vậy, Tô Thương không dám tùy tiện đem Xích Hồng Nguyệt thả ra bên ngoài, anh dùng trạng thái linh hồn của mình để tiến vào tháp hư không, chính là cách tốt nhất. Dù sao ở trong tháp thì Tô Thương cũng là người làm chủ, có thể tùy ý hành động, có thể nhẹ nhàng khống chế Xích Hồng Nguyệt. Rào rào. Một tia sáng lóe lên, bóng dáng của Tô Thương đã xuất hiện ở tầng thứ nhất của tháp hư không. Nơi này giống như vũ trụ hỗn độn, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, vô biên vô hạn. Trốn đi rồi sao, xem ra vết thương của cô đã hồi phục không ít. Tô Thương lướt nhìn bốn phía cũng không thấy Xích Hồng Nguyệt đâu, bèn khẽ cười nói, nhưng mà, đây chính là không gian do tôi quản lý, cô cảm thấy dựa vào thủ đoạn của cô thì có thể trốn được sao, ra đây cho tôi. Đang nói thì cánh tay Tô Thương vung lên. Trong nháy mắt đã xua tan hết đám mây ở hướng 3 giờ. Ngay sau đó, Xích Hồng Nguyệt lập tức hiện thân, không còn chỗ ẩn nấp, thế là cô ta mặt trầm như nước xông về giết Tô Thương. Tô Thương thấy vậy, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ giơ cánh tay lên tùy ý vung một cái. Trong chốc lát, liền có một luồng sức về mạnh kinh khủng hướng về Xích Hồng Nguyệt mà trấn áp. Tô Thương ở trong tháp hư không chính là bất khả chiến bại. Xích Hồng Nguyệt lại chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, đương nhiên không có cách gì đối chọi lại được Tô Thương, trong nháy mắt đã bị đánh bại. Nhưng mà, Tô Thương cũng không ra tay mạnh, chỉ là đánh cho cô ta rớt xuống đất mà thôi, Xích Hồng Nguyệt thậm chí cũng chẳng bị thương gì. Tô Thương, anh là đồ tiểu nhân, chỉ biết lợi dụng lúc người ta đang gặp nạn. Xích Hồng Nguyệt đứng dậy, thẹn quá giận nói, nếu như là lúc tôi đang ở trạng thái sẵn sàng. Thì anh căn bản không phải đối thủ của tôi, cũng sẽ không có cơ hội nhốt tôi ở đây. Mặc dù tức giận, nhưng Xích Hồng Nguyệt cũng không có kích động, trong ánh mắt cô ta ít nhiều cũng có chút kiêng dè Tô Thương. Ha ha, kẻ thắng làm vua, bây giờ nói những lời này đã quá muộn rồi. Tô Thương nhìn thẳng vào ánh mắt của Xích Hồng Nguyệt, mỉm cười nói, Xích Hồng Nguyệt, tôi còn chưa quyết định xong có nên giết cô hay không đấy, cho nên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Đối với tôi khách sáo một chút, có lẽ tôi còn mở lòng từ bi, tha cho cô một mạng. Hừ, tôi không cần. Xích Hồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó lại hỏi, cái tòa tháp hư không này là để khí của Huyền Thiên Tiên Đế. Năm đó ông cố Tô Vô Kỵ của anh cũng không có cách gì dùng được, anh sao lại có thể mở được tầng thứ nhất ra vậy, thậm chí còn có thể dùng trạng thái linh hồn để tiến vào tháp hư không nữa chứ. Xích Hồng Nguyệt nghi ngờ nói, theo như tôi biết thì nếu như có thể dùng trạng thái linh hồn để vào trong một vũ khí thì hoặc là thực lực người đó phải cực kỳ mạnh, vượt qua cả cấp bậc của chủ nhân vũ khí đó, hoặc là chính là chủ nhân của vũ khí đó. Tháp hư không là vật chí bảo cỡ nào chứ, nhìn quanh các tinh vực lớn đều không tìm được cái thứ hai, dựa vào cảnh giới của anh,
chắc chắn không phải là thuộc loại thứ nhất, vậy thì, chỉ còn là khả năng thứ hai. Xích Hồng Nguyệt bỗng nhiên tìm ra được kết quả, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói anh chẳng lẽ là Huyền Thiên Tiên Đế sao? Ha ha, Xích Hồng Nguyệt, không hổ là người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, cô nói đúng rồi. Tô Thương đã có thể khống chế Xích Hồng Nguyệt rồi nên đương nhiên anh không cần phải giấu giếm những chuyện này nữa, thế là anh khẽ cười nói, tôi chính là Huyền Thiên Tiên Đế, Xích Hồng Nguyệt, cô tốt nhất nên ngoãn phối hợp thật tốt với tôi, để bớt phải chịu khổ. Phối hợp với anh? Đáng chết! Xích Hồng Nguyệt căm ghét nhìn Tô Thương, lạnh giọng nói, đàn ông quả nhiên không phải là thứ tốt đẹp gì, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà, hừ, Tô Thương, anh muốn tôi phối hợp, thì anh cứ nằm mơ đi. Tôi con mẹ nó gì vậy chứ? Tô Thương nghe đến lời này, lập tức trợn tròn mắt. Anh chỉ là muốn cái vòng tay chữ đồ của Xích Hồng Nguyệt thôi mà, sau đó lại hỏi đến những thông tin liên quan đến Viêm Long Tiên Đế. Cái gọi là phối hợp kia chính là nghĩa như vậy, nhưng Xích Hồng Nguyệt lại tưởng là... Mẹ nó chứ, còn mắng ông đây cả ngày chỉ biết nghĩ đến loại chuyện đó, rõ ràng là trong lòng cô đang nghĩ về chuyện đó thì có. Hai ra, xã hội ngày càng bại hoại, lòng người gian trá, bạc bẽo, không được đôn hậu chất phác như người ngày xưa, người nào cũng có. Ha ha, nhưng mà, Tô Thương cũng lười giải thích. Hơn nữa còn cố ý đóng giả thành một tên ham mê sắc đẹp, cười nham hiểm nói, Xích Hồng Nguyệt, hôm nay nếu như cô không chịu phối hợp thì tôi chỉ có thô lỗ rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ thô bạo xé nát quần áo của cô, hung hăng đè cô xuống đất, rồi từ từ lột hết những thứ đổ trên người cô xuống, từ ngoài vào trong, khiến cho cô phải hầu hạ tôi trong sự tuyệt vọng. Tô Thương, anh dám. Xích Hồng Nguyệt trong nháy mắt hoảng rồi, khuôn mặt đẹp như ngọc bị dọa cho trắng bệch. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa. Đây là tháp hư không, tôi chính là trời, cũng chính là đất, có gì mà không dám chứ? Tô Thương nhếch miệng lên, vừa đi về phía Xích Hồng Nguyệt, vừa mở miệng nói. Anh! Xích Hồng Nguyệt càng thêm hoảng loạn, đồng thời không kiềm được tức giận. Có Tô Thương làm so sánh, lúc này cô ta thậm chí không còn thấy hận Khuê Long nữa. Kích thích quá đi! Nơi này giống như hỗn độn trong vũ trụ. Hai người chúng ta ở trong cảnh tượng thế này kết hợp lại với nhau, còn kích thích hơn nhiều so với chiến đấu ở nơi hoang dã nhiều, ha ha ha. Tô Thương ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó hài lòng cười nói, không thể không nói, Xích Hồng Nguyệt, nhan sắc của cô cũng xem như không tệ, khuynh nước khuynh thành, quốc sắc thiên hương, cũng khó trách Viêm Long Tiên Đế lại sủng ái cô như vậy. Nhưng mà, đêm nay người đàn ông của cô phải đổi rồi. Hôm nay sẽ là tôi cùng cô mây mưa ở Vu Sơn này, cùng tận hưởng niềm vui nam nữ. Vừa nói, Tô Thương còn vừa liếm môi, đê tiện vô cùng. Anh, .ans đừng qua đây. Xích Hồng Nguyệt hoảng loạn lùi ra sau, đồng thời nghiến răng nói, Tô Thương, anh dám khinh người quá đáng, ép tôi quá thì anh cũng không tốt hơn đâu, cùng lắm thì tôi đồng quy vu tận với anh, cho dù là chết thì tôi cũng sẽ không thành toàn cho anh đâu. Cùng chết. Cô kháng cự như vậy làm gì chứ, cô cũng bị Viêm Long Tiên Đế chơi rồi, sớm đã không còn trong trắng, thì cần gì phải giả như còn băng thanh ngọc khiết như vậy chứ. Tô Thương đã nhìn ra Xích Hồng Nguyệt vẫn còn là một trinh nữ, do đó anh ý thức được, có thể thân phận của Xích Hồng Nguyệt không giống như những gì bên ngoài đồn đại, vì vậy anh mới cố ý nói đùa, nào, tôi với Viêm Long Tiên Đế đã trở mặt với nhau nhiều năm rồi, hôm nay tôi muốn so tài với anh ta thử, Xích Hồng Nguyệt. Cô sẽ là trọng tài, sau khi làm xong thì hãy nói cho tôi biết là tôi lợi hại hay là Viêm Long Tiên Đế lợi hại. Anh, câm miệng, đừng nói nữa. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Xích Hồng Nguyệt đỏ bừng lên, cuối cùng cô ta cắn răng nói, tôi không phải là người phụ nữ của Viêm Long Tiên Đế, tôi là con gái của ông ấy. Tô Thương, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là thả tôi ra, đừng đụng đến một sợi lông của tôi, nếu không Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ không tha cho anh. Con gái sao? Xích Hồng Nguyệt là con gái của Viêm Long Tiên Đế. Tô Thương nghe thấy thế thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Anh mơ hồ cảm thấy thân phận của Xích Hồng Nguyệt có chút kỳ lạ, nếu cô ta là con gái của Viêm Long Tiên Đế thật, vậy thì sao có thể là gái còn trinh chứ? Có điều, dù sao thì Tô Thương vẫn không ngờ tới được, giữa hai người bọn lại có mối quan hệ này. Ngay sau đó, khóe miệng Tô Thương gợi lên một nụ cười châm chọc, anh lạnh lùng nói. Xích Hồng Nguyệt,
có phải cô bị ngốc hay không đấy? Nếu như cô chỉ là con gái của Viêm Long Tiên Đế, bị Viêm Long Tiên Đế chèn ép thì có lẽ tôi sẽ không giết cô đâu, nhưng bây giờ thì... Ánh mắt Tô Thương u ám nhìn chằm chằm vào Xích Hồng Nguyệt, anh lạnh lùng nói, chắc chắn cô sẽ không thoát khỏi được đâu, tôi và Viêm Long Tiên Đế không đội trời chung, mà con gái của kẻ thù thì, ha ha ha, sẽ làm cho tôi càng thêm phấn khích đấy. Vừa dứt lời, Tô Thương lập tức tiến về phía trước, dứt khoát kéo đai lưng của Xích Hồng Nguyệt ra. Thoáng chốc, chiếc váy dài màu đỏ trượt xuống khỏi người cô ta, làm lộ ra đôi bờ vai xinh đẹp. Anh! Xích Hồng Nguyệt thẹn quá hóa giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Thương, cô ta hận không thể băm anh ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Đáng lẽ việc cô ta nói ra thân phận của mình là vì hy vọng có thể làm cho Tô Thương hoảng sợ, nhưng mà ai ngờ Tô Thương lại không sợ chút nào, thậm chí còn có thêm ý đồ xấu với cô ta hơn. Tôi thế nào? Tô Thương tiến lên trước, anh khom lưng bắt lấy cái chân xinh đẹp trắng nõn của Xích Hồng Nguyệt, cười tà mị, anh nói. Năm đó cha cô là Viêm Long Tiên Đế đã hợp sức với rất nhiều tiên đế khác đánh ép tôi vào cửu u địa ngục, món nợ này đương nhiên tôi phải tính sổ. Cha nợ thì con gánh, cô là con gái của Viêm Long Tiên Đế thì trả thay cho ông ta, thế cũng không quá đáng đâu nhỉ. Tô Thương châm chọc nói, tôi cũng không làm khó cô đâu, cô chỉ cần chơi với tôi vài ngày thì tôi sẽ thả cô đi. Tô Thương, anh đừng có mà nằm mơ. Xích Hồng Nguyệt tức giận gầm nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đàn bà kia, xem ra cô không biết điều nhỉ, nếu đã như vậy thì tôi đành phải cưỡng ép cô thôi. Nếu đã ở trong tháp hư không tháp, thì cô sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Tô Thương tiếp tục cười nói, ha ha ha, Viêm Long Tiên Đế, không ngờ rằng ông nghĩ trăm phương nghìn kế để đối phó với tôi, mà bây giờ lại tôi lại có được con gái của ông, thật mong có thể nhìn thấy biểu cảm của ông khi biết được chuyện này đấy. Nói xong, Tô Thương bắt lấy cổ chân của Xích Hồng Nguyệt dùng sức kéo về phía mình. Vốn dĩ Xích Hồng Nguyệt đang nhìn anh với vẻ mặt chán ghét, nhưng khi nghe được những lời này của Tô Thương thì lại từ buông bỏ, không chống cự. Càng thêm kỳ lạ chính là, vẻ sợ hãi trên mặt cô ta cũng đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh nằm trên mặt đất để mặc cho Tô Thương chơi đùa. Sao thế, cô không phản kháng chút nào sao? Lúc này, Tô Thương tò mò hỏi. Phản kháng có tác dụng ư? Xích Hồng Nguyệt thờ ơ nói. Không phải lúc nãy cô còn nói là không nên khinh người quá đáng, nếu bức ép cô thì tôi cũng sẽ không yên ổn sao? Tôi nói vậy chỉ để hù dọa anh thôi. Đang nói chuyện thì Xích Hồng Nguyệt lại chủ động cởi chiếc váy dài màu đỏ của mình ra, lộ ra cảnh vật xinh đẹp mắt thường có thể nhìn thấy. Hơn nữa cô ta còn thúc giục nói, Tô Thương, muốn làm thì mau làm đi. Không phải anh muốn tôi phối hợp với anh sao? Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ phối hợp tốt với anh. Nhưng vẻ mặt Tô Thương lại tràn đầy mờ mịt, cái cô này là bị gì vậy, lúc nãy còn hung dữ uy hiếp anh mà bây giờ sao lại giống như biến thành một người khác thế này. Không đúng lắm, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Nghĩ tới đây, Tô Thương lập tức dò xét đôi chân xinh đẹp của Xích Hồng Nguyệt, anh hứng thú đánh giá Xích Hồng Nguyệt. Sau đấy, Tô Thương, đừng nói anh không được đấy nhé. Xích Hồng Nguyệt khiêu khích nói. Mẹ kiếp! Tô Thương nghe cô ta nói như vậy lập tức trở nên nghiêm túc, Xích Hồng Nguyệt, cô vẫn còn hăng lắm đúng không? Lúc nãy tôi chỉ nói giỡn với cô, hù dọa cô một chút thôi, Huyền Thiên Tiên Đế tôi đây từ trước đến nay luôn quang minh chính đại, sao có thể làm ra chuyện trái với nguyện vọng của phụ nữ được? Nhưng mà nếu như cô đã khiêu khích thôi như thế, vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Dù sao với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp này của cô, thì có người đàn ông nào có thể chịu được sức hấp dẫn của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế chứ? Vậy thì anh làm đi, tôi lúc nào cũng cung kính chờ đợi, chống mắt lên đợi xem biểu hiện của anh thế nào. Xích Hồng Nguyệt nói một hồi rồi lập tức tách hai chân mình ra, bày ra dáng vẻ mê người. Mẹ kiếp thật, cô dọa được tôi rồi đấy, rốt cuộc là cô bị gì? Tô Thương nhịn không được lùi về sau hai bước, sau đó giống như nghĩ tới cái gì đó. Lập tức bừng tỉnh hiểu ra, anh nói, mẹ nó, Xích Hồng Nguyệt, đừng nói là cô mắc bệnh ngoài da truyền nhiễm nào đó, muốn lây cho tôi đấy chứ. Anh, đi chết đi. Gương mặt xinh đẹp của Xích Hồng Nguyệt thoáng chốc đỏ bừng, cô ta thẹn quá hóa giận nói, anh mới mắc bệnh này đấy. Đừng giả vờ nữa, chắc chắn là cô bị bệnh, nếu không thì sao cô có thể vội vàng cám dỗ tôi như vậy được.
Tô Thương nói tiếp, để tôi đoán thử xem, cô biết chắc là ở trong tháp hư không thì cô không phải là đối thủ của tôi, cô đánh không lại tôi, cho nên mới muốn lợi dụng bệnh này để đánh bại tôi đúng chứ? Tô Thương, anh nói thêm một câu nữa xem. Xích Hồng Nguyệt nổi giận, nháy mắt đã mặc lại quần áo xong xuôi. Hơn nữa còn đứng dậy, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Thương. Hey, Xích Hồng Nguyệt, trái đất chúng tôi rất tiên tiến trên phương diện điều trị loại bệnh ngoài da này, bị bệnh thì không ngại điều trị, bị bệnh thì phải thừa nhận, chứ cứ cố gắng chống đỡ là không có nghĩa lý gì cả, suy cho cùng thì người chịu khổ cũng chỉ có cô mà thôi. Tô Thương nói chuyện hết sức chân thành, hay là như này đi, thấy cô đáng thương như vậy thì thôi để tôi tìm cơ hội dẫn cô đi chữa trị, cô vẫn còn cơ hội làm một người bình thường, đừng nản lòng cũng đừng tự ti nhé. Đáng ghét. Tô Thương, là anh ép tôi đó. Xích Hồng Nguyệt hoàn toàn nổi giận, xung quanh cơ thể tản ra nguồn năng lượng khủng bố, cô ta lạnh lùng nói, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng quả thật tôi là con gái của Viêm Long Tiên Đế, hơn nữa còn là con nối dõi duy nhất của ông ấy. Lần này đến trái đất có biết bao là mối nguy hiểm, sao Viêm Long Tiên Đế có thể không cho tôi con át chủ bài chỉ cường được. Tô Thương, lúc nãy anh bức ép tôi, nhục nhã tôi. Thậm chí là muốn phát sinh quan hệ với tôi, nhưng tôi không hề có ý định dùng đến con át chủ bài chỉ cường này. Bởi vì tôi để ý đến những lời nhục nhã, anh không uy hiếp được tôi đâu. Hơn nữa, tôi biết được anh động tay động chân với tôi chỉ là để hù dọa tôi mà thôi, tôi giả vờ sợ hãi lo lắng là để phối hợp với anh, làm cho anh nghĩ tôi vẫn còn non nớt thiếu kinh nghiệm, rất dễ bắt nạt, từ đó thiếu cảnh giác với tôi. Xích Hồng Nguyệt nhìn Tô Thương chằm chằm. Khẽ nhếch khóe miệng, cô ta nói, nhưng bây giờ anh lại bôi nhỏ tôi như thế. Tô Thương, anh hãy chịu chết đi. Trong lúc nói chuyện, Xích Hồng Nguyệt chậm rãi bay lên trời, uy thế xung quanh cơ thể càng ngày càng dữ dội. Không gian bên trong tháp hư không đều đang chấn động ầm ầm, đất trời cộng hưởng, uy thế ngút trời. Hửm, lúc nãy Tô Thương đã đoán ra được, chắc chắn Xích Hồng Nguyệt này có con át chủ bài to lớn gì đó trong tay. Chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ gì cho nhiều, bởi vì nếu không có át chủ bài thì sao Viêm Long Tiên Đế có thể yên tâm cho máu mủ quý giá của mình đến trái đất được. Có điều Xích Hồng Nguyệt che giấu rất tốt, Tô Thương không hề nhận ra rốt cuộc cái gọi là át chủ bài này là thứ gì. Mới vừa nãy, sau khi anh biết được thân phận của Xích Hồng Nguyệt thì đã làm ra dáng vẻ muốn ép buộc Xích Hồng Nguyệt, chính là muốn ép Xích Hồng Nguyệt lấy ra con át chủ bài. Tô Thương nhận định. Chắc chắn rằng con át chủ bài của Xích Hồng Nguyệt rất mạnh, nhưng nó cũng không có khả năng giúp cho cô ta dễ dàng chạy thoát tháp hư không. Nếu không, Xích Hồng Nguyệt đã sớm dùng đến nó rồi chứ không phải đợi đến tận bây giờ. Chỉ là dù có thế nào thì Tô Thương cũng không ngờ rằng, lúc anh nói muốn cưỡng ép Xích Hồng Nguyệt, thì Xích Hồng Nguyệt chẳng những không phản kháng mà còn muốn phối hợp với anh, một chiêu lấy lùi làm tiến này thật khiến cho Tô Thương sợ hãi. Về phần sau đó mở miệng chửi bới Xích Hồng Nguyệt, nói cô ta mắc loại bệnh không vẻ vang này, chẳng qua là buột miệng mà thôi. Nhưng lại chính lần vô ý buột miệng này đã hoàn toàn chọc giận đến Xích Hồng Nguyệt, ép cho Xích Hồng Nguyệt dùng đến con át chủ bài. Ngay lúc Tô Thương đang suy nghĩ thì trên đỉnh đầu Xích Hồng Nguyệt chợt xuất hiện một cái đỉnh to bằng trái dưa hấu. Đỉnh này có 9 chân, bên trên phủ đầy ký hiệu thần bí. Tản ra uy thế cây ết ủng bố bao trùm hết mọi thứ xung quanh. Cái này, Tô Thương nhìn thấy cái đỉnh này thì lập tức trở nên nghiêm túc, buột miệng thốt lên, đỉnh huyền hoàng mẫu khí, thế mà lại là đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Ha ha, đỉnh huyền hoàng mẫu khí trên đầu Xích Hồng Nguyệt giống như không thể nào phá được, lơ lửng giữa không trung, cô ta lạnh lùng nói, không sai, đây chính là đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Tô Thương. Ánh mắt anh cũng không tệ nhỉ thế mà có thể nhận ra được đỉnh này. À phải rồi, thiếu chút nữa quên mất anh là Huyền Thiên Tiên Đế, nhận ra được đỉnh này cũng là chuyện bình thường. Dù sao theo lời cha tôi Viêm Long Tiên Đế nói, chủ nhân của cái đỉnh này có nguồn gốc liên quan tới anh. Xích Hồng Nguyệt châm chọc nói. Hừ, Tô Thương nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, anh lạnh lùng chất vấn, sao đỉnh huyền hoàng mẫu khí lại ở trong tay cô? Chủ nhân Khương Cửu Linh của nó đâu rồi? Ha ha! Khóe miệng Xích Hồng Nguyệt khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc, cô ta lạnh lùng nói, đỉnh huyền hoàng mẫu khí đang chỗ ta, cô ta đương nhiên là đã chết rồi. Là ai giết? Tô Thương nghe nói như vậy, trong mắt tràn ngập sát ý,
anh lạnh lùng nói, là Viêm Long Tiên Đế sao? Đương nhiên. Xích Hồng Nguyệt cười nói, cả đời này của Viêm Long Tiên Đế đều đang tìm kiếm cách để đột phá tới cảnh giới kia, mà nhà họ Khương, với tư cách là một trong những gia tộc cổ xưa của Huyền Thiên Tiên Vực, cường giả từng ra khỏi Tiên Đế đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của ông ấy. Ông ấy biết quan hệ giữa anh và Khương Cửu Linh, năm đó ông ấy hợp sức với các đại Tiên Đế bức ép anh vào Cửu U Địa Ngục, một trong những nguyên nhân đó chính là ông ấy muốn mưu đồ nhà họ Khương. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, cho nên, sau khi anh bị nhốt ở Cửu U Địa Ngục, Viêm Long Tiên Đế đã lập tức đi đến nhà họ Khương, mà tất cả người trong nhà họ Khương đều không hề có sức đánh trả. Chỉ có Khương Cửu Linh là đối mặt với Viêm Long Tiên Đế, điều khiển đỉnh huyền hoàng mẫu khí, gắng gượng chiến đấu một trận. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, thế nhưng mà cô ta cũng không chống đỡ được bao lâu, ngày thứ 10 đã bị Viêm Long Tiên Đế đánh bại và Di Ba Tê chết, đỉnh huyền hoàng mẫu khí tự nhiên sẽ rơi vào trong tay Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế giết vô số người, ông ấy đã đích thân xóa sổ rất nhiều tiên đế, số đế khí ông ta lấy được không ít hơn ngón tay của hai bàn tay. Nhưng ông ấy lại xem đỉnh huyền hoàng mẫu khí như báu vật. Xích Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua đỉnh huyền hoàng mẫu khí trên đỉnh đầu mình, sau đó nói, ông ấy nói cho tôi biết, đỉnh này có xuất thân từ một cấm địa hoang cổ thần bí, mà cấm địa kia, đừng nói đến tiên đế, cho dù có là trên tiên đế xông vào trong đó thì đến 8-9 phần là bỏ mạng. Năm đó, anh và Khương Cửu Linh đánh bậy đánh bạ tiến vào cấm địa hoang cổ, không ai biết các anh đã gặp phải cái gì trong cấm địa hoang cổ đó. Nhưng điều bất ngờ chính là, hai người các anh thế nhưng vẫn sống sót đi ra một cách kỳ tích. Xích Hồng Huyết giống như hỏi để chứng thực, đỉnh huyền hoàng mẫu khí chính là lúc hai người đi ra từ khu cấm địa hoang cổ, lúc ấy chí bảo cũng bị mang ra theo có cả tháp hư không. Vốn dĩ hai món đồ này đều thuộc về anh, nhưng mà anh lại đưa đỉnh huyền hoàng mẫu khí cho Khương Cửu Linh, Tô Thương, có đúng như vậy không? Nghe được lời của Xích Hồng Huyết nói, Tô Thương chìm vào im lặng. Anh không hề trả lời cô ta, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy suy nghĩ. Quả thật giống như lời Xích Hồng Nguyệt nói, năm đó anh và Khương Cửu Linh đã tiến vào cấm địa hoang cổ kia. Cấm địa hoang cổ kia đã có từ lâu đời, không ai biết về lai lịch của nó, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng kiêng kỵ cấm địa hoang cổ đó. Thế nhưng, nguy hiểm và cơ hội sẽ luôn tồn tại song song, cho nên mặc dù cấm địa hoang cổ kia có vô vàn mối nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên, linh dược, chí bảo, công pháp, bí thuật. Có đủ tất cả mọi thứ. Bởi vậy cho nên người tu chân của Huyền Thiên Tinh Vực vừa sợ cấm địa hoang cổ kia, lại đối áp nhau đổ xô vào cấm địa hoang cổ kia. Cứ mỗi năm đều có vô số người tu chân mạo hiểm tiến vào cấm địa hoang cổ, với ý định đánh cược với cơ hội và duyên phận, nhưng từ xưa đến nay lại không có mấy người có thể đi ra được từ cấm địa hoang cổ kia. Tô Thương và Khương Cửu Linh đã thập tử nhất sinh ở cấm địa hoang cổ đó, cuối cùng cũng may mắn chạy thoát được. Hơn nữa, vận may của Tô Thương cũng không tệ, anh lấy được hai món chí bảo ở trong một động phủ của tiên nhân, đó là tháp hư không và đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Trong đó, uy thế của tháp hư không mạnh hơn đỉnh huyền hoàng mẫu khí một chút. Dựa theo lời giải thích do tàn hồn của chủ nhân động phủ để lại mà anh biết được, tháp hư không là vũ khí chính của người đó. Được ông ta chăm chút rất tỉ mỉ. Mà đỉnh huyền hoàng mẫu khí được rèn bởi vật liệu bình thường, nhưng huyền hoàng mẫu khí trong đó lại là phương pháp cấm kỵ số 1 số 2 trong đất trời, không thể nào xâm phạm được, cũng không có gì phá hư được. Cho nên, hai món vũ khí này có sự phân chia mạnh yếu, tháp hư không mạnh hơn một chút, nhưng đỉnh huyền hoàng mẫu khí cũng không kém cạnh, mặc dù không thể chia đều từng ly từng tí, nhưng nếu như thật sự phải đối đầu, thì tình thế bất lợi của đỉnh huyền hoàng mẫu khí cũng không lớn. Khi đó, cũng bởi vì nguyên nhân Khương Cửu Linh là vợ lẽ, địa vị ở nhà họ Khương rất thấp, cho nên chịu hết mọi ức hiếp. Tô Thương thương tiếc cho Khương Cửu Linh, hơn nữa hai người họ cũng đã từng sống chết vì nhau, không có Khương Cửu Linh thì anh cũng rất khó bảo toàn tính mạng ra khỏi cấm địa hoang cổ, vì thế anh đã đưa đỉnh huyền hoàng mẫu khí cho Khương Cửu Linh. Từ đó về sau, Tô Thương và Khương Cửu Linh đã tách nhau ra. Thật ra thiên phú của Tô Thương cũng bình thường, anh có thể trưởng thành trở thành tiên đế, tất cả cũng là do vận may ban cho. Mà Khương Cửu Linh, sau khi cô ấy mang theo đỉnh huyền hoàng mẫu khí quay lại nhà họ Khương, đã nhận được sự công nhận của lão tổ. Được nhà họ Khương dốc sức bồi dưỡng, Khương Cửu Linh đã tiến bộ vô cùng nhanh chóng,
vang danh khắp cả huyền thiên tiên vực. Khi Tô Thương và Khương Cửu Linh gặp lại nhau, Khương Cửu Linh đã là cảnh giới chuẩn đế, trở thành người xuất sắc trong những người cùng thế hệ. Cô ấy đối với ai cũng khinh thường, nhưng chỉ có duy nhất một mình Tô Thương là được cô ấy xem trọng. Trước mặt người ngoài, cô ấy là thiên tài xinh đẹp lạnh lùng cô độc, người lạ không được tới gần. Nhưng ở trước mặt Tô Thương, cô ấy vẫn mãi là một em gái nhỏ, luôn miệng gọi anh Huyền Thiên khiến người bên ngoài ghen tị, vì thế đã kéo tới cho Tô Thương rất nhiều kẻ thù. Sau đó, Tô Thương đạt được thành tựu tiến lên tiên đế, mà Khương Cửu Linh cũng đặt chân vào một bước này. Nhưng Tô Thương không cam lòng dừng lại ở đây, thời gian tiếng theo anh vẫn một mực theo đuổi bước chân của Thanh Hoàng Nữ Đế, muốn vượt qua ngọn núi cao kia. Khương Cửu Linh cũng biết mong muốn của Tô Thương, cô ấy thích Tô Thương, nhưng trong đoạn tình cảm này cô ấy lại rất tự ti, chưa bao giờ thổ lộ với Tô Thương. Rốt cuộc có một ngày, Khương Cửu Linh nhịn không được mà lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm trong lòng mình với Tô Thương, nhưng Tô Thương lại không thích cô ấy, mà chỉ khéo léo từ chối. Từ đó về sau, Tô Thương không còn gặp lại Khương Cửu Linh nữa. Anh nghe được tin tức từ người khác, Khương Cửu Linh trở lại nhà họ Khương gia, thế chỗ lão tổ ban đầu, trấn giữ nhà họ Khương, trở thành một lão tổ trẻ tuổi nhất của nhà họ Khương. Chấm chấm chấm. Thoáng chốc đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng lần thứ hai anh nghe được tin tức về Khương Cửu Linh, không nghĩ tới đã là âm dương cách biệt. Viêm Long Tiên Đế. Tô Thương híp mắt, sát ý ngút trời nói. Giữa ông và tôi nay lại có thêm một mối thù, rồi cũng sẽ có một ngày, tôi sẽ bắt ông nợ máu phải trả bằng máu. Ha ha! Lúc này, Xích Hồng Nguyệt lại cười khẩy nói, Tô Thương anh muốn giết Viêm Long Tiên Đế tôi rất vui. Vốn dĩ tôi không định đánh nhau với anh, nhưng anh lại nói năng lỗ mãng khiêu khích tôi, hơn nữa tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc đỉnh huyền hoàng mẫu khi có thể chống chọi với tháp hư không hay không, nào đến đây? Dứt lời! Hai tay Xích Hồng Nguyệt thi triển bí quyết, điều khiển đỉnh huyền hoàng mẫu khí phóng ra một luồng khí khủng bố. Đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Sở dĩ chí bảo này lớn mạnh như vậy là bởi vì trong đó ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí. Đây chính là khí của thời Hồng Hoàng thuở đất trời mới sơ khai, vô cùng ít ỏi, được gọi là mẫu khí và nó đại biểu cho tất cả các loại khí. Cho dù là chân khí, linh khí, hay là quỷ khí, hay là tất cả các loại khí lộn xộn khác. Khi gặp phải huyền hoàng mẫu khí thì đều phải nhượng bộ rút lui. Đỉnh huyền hoàng mẫu khí vừa xuất hiện, nhìn khắp các tinh vực lớn kia xem ai có cùng cảnh giới mà có thể chống đỡ nổi được. Và đương nhiên, nếu như cảnh giới có sự chênh lệch quá lớn thì vẫn có thể chống đỡ đôi chút, thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Nhưng như thế cũng không phải chứng minh đỉnh huyền hoàng mẫu khí yếu, mà là cảnh giới yếu. Không thể nào điều động được uy lực chân chính của đỉnh huyền hoàng mẫu khí, đánh không lại thì là chuyện thuộc về tình về lý. Đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Vào giờ phút này, Tô Thương nhìn đỉnh huyền hoàng mẫu khí lơ lửng giữa không trung tản ra uy thế ngút trời, anh lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái đỉnh này là anh đã tặng cho Khương Cửu Linh, không ngờ tới hôm nay nó lại bị Xích Hồng Nguyệt khống chế. Hay! Nếu sớm biết như thế... Lúc trước anh đã không đưa vật này cho Khương Cửu Linh, làm như vậy thì Khương Cửu Linh sẽ không trở thành lão tổ của nhà họ Khương, và cũng sẽ không vì bảo vệ nhà họ Khương mà bỏ mạng. Tất cả những chuyện này đều là ý trời, đã tự định trước một cách bí ẩn và không thể giải thích được. Nếu hôm nay đã chạm mặt rồi, vậy thì tôi sẽ thay Cửu Linh lấy lại đỉnh huyền hoàng mẫu khí, để Cửu Linh trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy được yên tâm. Nghĩ đến đây. Biểu cảm của Tô Thương trở nên nghiêm túc, thoáng chốc ánh mắt đã trở nên vô cùng sắc bén. Vù! Ngay sau đó, hai tay anh cũng thi triển bí quyết, trong tay lập tức hình thành một tòa tháp hư cấu nhỏ. Và đương nhiên, tòa tháp nhỏ hư cấu này chính là tháp hư không. Bây giờ, Xích Hồng Nguyệt đang ở trong tháp hư không, Tô Thương lấy linh hồn của cơ thể để chiến đấu với Xích Hồng Nguyệt. Bởi vậy, cho nên anh không thể để tháp hư không xuất hiện bằng thực thể. Thế nhưng, bởi vì trong tháp hư không, tháp hư ảo nhỏ và tháp hư không có liên kết với nhau, cho nên uy thế không hề suy giảm, thậm chí có khi còn được tăng cao. Xích Hồng Nguyệt, tôi cho cô một cơ hội. Tô Thương vô cùng tự tin khi cầm ảo ảnh của tháp hư không trong tay, anh trầm giọng nói, nếu bây giờ cô đưa đỉnh huyền hoàng mẫu khí cho tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến việc không giết cô. Nhưng nếu cô thà chết cũng không đầu hàng,
ha ha, vậy thì thật ngại quá. Tôi sẽ khiến cho cô ở lại trong tháp hư không mãi mãi, đời đời kiếp kiếp cũng không thể ra ngoài được. Nếu cha cô đã giam cầm tôi 10 vạn năm, vậy thì tôi sẽ nhốt cô 100 vạn năm. Tô Thương lạnh lùng nói. Ha ha, anh kiêu ngạo gì đấy? Xích Hồng Nguyệt cười lạnh nói, bên ngoài người ta đồn đại, nói rằng đỉnh huyền hoàng mẫu khí không mạnh bằng tháp hư không, nhưng tôi không tin. Huyền hoàng mẫu khí có thể khắc chế mọi thứ trên đời này, vậy thì sao có thể không bằng một cái tháp hư không nhỏ bé kia cơ chứ? Xích Hồng Nguyệt cười châm chọc nói, với cảnh giới bây giờ của tôi, bình thường khống chế tháp hư không đối phó với người tu chân có cùng cảnh giới bình thường thì không có trở ngại gì lớn. Thế nhưng, Tô Thương, thủ đoạn của tôi có nhiều vô kể, lại còn có tháp hư không trong người, anh hết lần này tới lần khác giam cầm tôi ở trong tháp hư không, chiếm giữ thiên thời địa lợi. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, tôi phải mạnh mẽ điều khiển đỉnh huyền hoàng mẫu khí thì mới có thể phá tháp thoát ra ngoài, nhưng chuyện đó đối với tôi mà nói là có tổn hại rất lớn. Bởi vậy, ban đầu tôi không muốn dùng đến đỉnh huyền hoàng mẫu khí, mà chỉ dây dưa qua lại với anh để xem thử có cơ hội chạy trốn hay không. Xích Hồng Nguyệt cười khẩu nói, thế nhưng bây giờ nếu tôi đã dùng đến đỉnh huyền hoàng mẫu khí, thì đã không còn con đường lui nào cả. Tô Thương, hôm nay tôi muốn xem thử, xem huyền hoàng mẫu khí có thể đánh bại được tháp hư không tháp hay không. Nói xong, Xích Hồng Nguyệt không hề do dự mà lập tức thi triển bí quyết, huyền hoàng mẫu khí nhanh chóng lao xuống tấn công Tô Thương. Rồi cô sẽ biết nhanh thôi, biết rằng tại sao tháp hư không lại mạnh hơn đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Tô Thương thấy vậy, khẽ nhếch khóe miệng gợi lên một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó anh khống chế tháp hư ảo nhỏ, ngay lập tức có vô số luồng hào quang chút xuống che chở xung quanh Tô Thương. Ngay sau đó, khí thế mãnh liệt của huyền hoàng mẫu khí lao tới đánh vào vô số luồng hào quang đang che chở cho anh. Trong lúc nhất thời, không gian trong tháo hư không trở nên chấn động, làn sóng sức mạnh khủng bố tạo thành gợn sóng lan ra xung quanh. Giống như thời kỳ hỗn độn sơ khai, bao la mênh mông. Sau một đòn đánh, Tô Thương vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, tháp hư ảo nhỏ trên đỉnh đầu vẫn tản ra vô số luồng hào quang che chở cho Tô Thương. Vô số luồng hào quang này giống như chưa hề bị tấn công vậy, ánh sáng vẫn cao ngất, mà Tô Thương cũng không hề bị tổn hại gì. Thay vào đó là Xích Hồng Nguyệt lúc trước bị trọng thương, mặc dù cô ta có được cơ hội nghỉ ngơi, thương thế cũng đã khôi phục được một chút. Nhưng vẫn chưa khỏi hẳn hoàn toàn. Mà bây giờ cô ta lại dốc sức điều khiển đỉnh huyền hoàng mẫu khí dẫn đến việc đã ảnh hưởng đến vết thương cũ, khiến cho sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt. Cái gì cơ? Lúc này, Xích Hồng Nguyệt bất chấp thương thế, trong lòng tràn ngập sợ hãi, không thể tin nói, sao có thể như thế, không có gì có thể phá vỡ được huyền hoàng mẫu khí, mà đỉnh huyền hoàng mẫu khí và tháp hư không lại là hai chí bảo có chung một cấp bậc. Cảnh giới của tôi lại cao hơn anh một chút. Theo lý mà nói, anh chắc chắn không thoải mái được như vậy. Cho dù tôi dốc hết toàn bộ sức lực tấn công nhưng không thể nào công phá được tháp hư không, thì lẽ ra anh cũng bị ảnh hưởng mới phải. Nhưng tại sao anh lại không hề hấn gì, điều này là không có thể nào. Sau khi trải qua sợ hãi, Xích Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của tháo hư không trên đầu Tô Thương, ngay sau đó lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô ta thăm dò hỏi, huyền hoàng mẫu khí. Bên trong hư không tháp anh cũng có huyền hoàng mẫu khí, vô số luồng hào quang này lại chính là huyền hoàng mẫu khí. Xích Hồng Nguyệt nói xong, rồi lại lắc đầu nói, không đúng, chuyện này sao có thể, quả thật vô số luồng hào quang do tháp hư không tản ra kia có mang uy thế của huyền hoàng mẫu khí. Nhưng đây chắc chắn không phải là huyền hoàng mẫu khí chân chính không phải màu sắc này. Huyền hoàng mẫu khí, đúng như tên gọi là hai màu đen và vàng. Màu vàng thì không cần nói quá nhiều, còn về phần màu đen, nó là một màu xanh đậm gần như đen. Cho nên màu sắc của huyền hoàng, dù sao đi nữa thì cũng không thể là vô số luồng hào quang với vô số màu sắc. Cho nên Xích Hồng Nguyệt kết luận, khí thể bên trong tháp hư không không phải là huyền hoàng mẫu khí. Ha ha, Tô Thương nghe vậy thì lập tức nở một nụ cười, huyền hoàng mẫu khí. Nôm na là năng lượng sinh được ra vào thời kỳ hỗn độn vừa mới bắt đầu, loại năng lượng này rất ít ỏi, nếu không có gì bất ngờ thì trong đỉnh huyền hoàng mẫu khí chiếm 1/3 lượng huyền hoàng mẫu khí. Thế nhưng, chắc có lẽ cô không biết, 2/3 còn lại đều ở trong tháp hư không của tôi.
Tô Thương nói tiếp, trải qua nhiều năm rèn luyện như thế, tôi đã nhiều lần đánh tan rồi lại dung hợp huyền hoàng mẫu khí. Hơn nữa, tôi còn tìm nguồn tài nguyên luyện pháp khí cao cấp trên khắp trái đất, hấp thu tinh hoa bên trong đó rồi dung nhập vào trong huyền hoàng mẫu khí. Trải qua nhiều lần rèn luyện như vậy, nên mới có được vô số luồng hào quang như ngày hôm nay. Tô Thương khẽ cười nói, không hề khoa trương khi nói, cho dù tháp hư không lúc này vẫn không hoàn thiện, nhưng nó vẫn có thể chống chọi được đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Nếu như tháp hư không nguyên vẹn không tổn hao gì, thì một khi tháp xuất chiêu thì đỉnh chắc chắn sẽ vỡ, chắc chắn không có khả năng thứ hai. Tô Thương đổi tháp hư không trên đầu tiến về phía trước một bước, anh trầm giọng nói, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, mau đưa đỉnh huyền hoàng mẫu khí khí cho tôi sẽ tha chết cho cô. Anh có mà nằm mơ. Xích Hồng Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng, trong mắt tràn ngập đề phòng, cô ta lạnh lùng nói, Tô Thương, tôi thừa nhận tháp hư không rất mạnh, quả thật, dùng sức mạnh bây giờ của tôi để điều khiển đỉnh huyền hoàng mẫu khí thì không thể nào phá vỡ tháp để thoát ra. Nhưng mà tôi cũng nhận ra, thật ra tháp hư không cũng không phải là trạng thái nghiệm chứng, nếu như tôi lựa chọn tự bạo đỉnh huyền hoàng mẫu khí, chắc anh sẽ không thể chấp nhận được đâu nhỉ. Nói đến đây, Xích Hồng Nguyệt nở một nụ cười khẩy, ánh mắt kiên quyết nói, nếu anh khinh người quá đáng, thì tôi đành phải làm vậy, đành phải đồng quy vu tận với anh. Tô Thương, tôi hy vọng anh suy nghĩ cho kỹ càng. Cô uy hiếp tôi ư? Tô Thương nhíu mày. Ha ha, anh thấy sao? Xích Hồng Nguyệt khiêu khích nói, nếu như anh tự tin rằng tháp hư không có thể bảo vệ anh thoát chết khi đỉnh huyền hoàng mẫu khí tự bạo, thì anh không cần phải để ý đến sự uy hiếp của tôi đâu. Nghe cô ta nói như vậy, Tô Thương vẻ mặt âm trầm, nhíu mày suy nghĩ. Đỉnh huyền hoàng mẫu khí, đỉnh này vô cùng lớn mạnh, nhất là huyền hoàng mẫu khí, sức mạnh tự bạo vô cùng kinh khủng. Nếu như ở bên ngoài tháp hư không, Xích Hồng Nguyệt lấy chuyện tự bạo ra để uy hiếp, thì Tô Thương sẽ không hề do dự mà nhượng bộ cô ta. Thế nhưng, còn ở bên trong tháp hư không thì Tô Thương là người chiếm thiên thời địa lợi, anh có cơ hội đánh cược với Xích Hồng Nguyệt một lần. Nếu như thất bại, Tô Thương cũng tin rằng tháp hư không sẽ chỉ bị tổn thương, chứ không bị phá hủy. Nhưng như vậy, muốn khôi phục lại tháp hư không thì lại càng khó khăn hơn nhiều, chỉ sợ tháp hư không hoàn chỉnh mãi mãi cũng không xuất hiện lại trên đời này. Còn có một vấn đề, đó chính là đỉnh huyền hoàng mẫu khí là một món chí bảo hiếm có, nếu cứ như vậy mà bị phá hủy, trong lòng Tô Thương ít nhiều cũng có chút khó chịu. Quan trọng nhất là, nếu như tự bạo thì 1/3 huyền hoàng mẫu khí trên đời này cũng sẽ theo đó mà biến mất. Đây chính là sản vật của thiên địa sơ khai, không thể tái sinh. Năm đó, sau khi Tô Thương chế tạo tháp hư không lại lần nữa thì anh đã nhận thấy tháp hư không thuộc về đế khí đã đạt trình độ cao nhất, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng nếu như có huyền hoàng mẫu khí, chắc có thể sẽ giúp cho tháp hư không tăng lên một tầng. Như thế, có lẽ Tô Thương sẽ có cơ hội đặt chân vào cảnh giới thần bí trên cảnh giới tiên đế kia. Nhưng huyền hoàng mẫu khí trên đời này, tháp hư không đã chiếm 2/3, còn 1/1 còn lại thì ở trong khí đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Mà đỉnh này lại được Khương Cửu Linh nắm trong tay. Tô Thương từ chối Khương Cửu Linh đã thấy thẹn với cô ấy. Hơn nữa đỉnh huyền hoàng mẫu khí này là Tô Thương đưa cho Khương Cửu Linh, anh còn mặt mũi nào đến tìm cô ấy? Cho nên đã chỉ hoãn chuyện này lại. Nhưng bây giờ đỉnh huyền hoàng mẫu khí đang ở trước mắt, Tô Thương đương nhiên không muốn nhìn thấy huyền hoàng mẫu khí bị phân tán lại. Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tô Thương lựa chọn thỏa hiệp. Anh nhìn Xích Hồng Nguyệt, giọng điệu bình thản nói, Xích Hồng Nguyệt, cô thắng rồi, tôi có thể thả cho cô đi. Thế nhưng, cô phải để vòng tay lưu trữ của cô lại đây. Còn nữa, cô phải trả lời tôi 3 câu hỏi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, nếu như cô đồng ý với 2 điều kiện này của tôi thì tôi sẽ cho cô đi. Còn nếu như cô không đồng ý, vậy thì cứ tự bạo đi. Tô Thương, Xích Hồng Nguyệt rõ ràng không vui, cô ta cắn răng nói, bộ anh tưởng tôi là đứa con nít sao? Nếu như anh đã lựa chọn thỏa hiệp, vậy chứng tỏ anh sợ tôi tự bạo, không muốn đồng quy vu tận với tôi. Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói như vậy. Sao tôi có thể ngu ngốc mà đồng ý 2 điều kiện này của anh chứ? Cô sẽ đồng ý thôi. Tô Thương nghe vậy thì nở một nụ cười châm chọc, anh nói tiếp, bởi vì nếu như cô tự bảo, không giết được tôi,
mà người phải chết lại chỉ có thể là chính cô mà thôi. Mà tôi chỉ không muốn để tháp hư không bị tổn hại, cho nên mới quyết định tha cho cô một con đường sống. Nhưng mà, nếu như cô không đồng ý hai điều kiện kia, nghĩa là cô không chịu cúi đầu khuất phục tôi. Ha ha! Tô Thương híp mắt, sắc mặt khó coi nói, con người tôi đây không có khuyết điểm gì khác ngoài hay sĩ diện. Nếu như cô không nể mặt tôi, vậy thì thật ngại quá, cho dù có phải trả cái giá lớn hơn đi chẳng nữa thì tôi cũng muốn cô hối hận không kịp. Lúc nói chuyện, Tô Thương tâm niệm vừa động, ánh sáng của tháp hư không càng tăng thêm hùng mạnh. Xích Hồng Nguyệt thấy vậy thì lộ ra đôi chút kiêng dè, ánh mắt nhìn vào tháp hư không, sau một hồi đánh giá tới lui, cuối cùng cô ta vẫn không dám đánh cược với Tô Thương. Bởi vì cô ta biết rõ, một khi đỉnh huyền hoàng mẫu khí tự bạo thì chắc chắn cô ta sẽ phải chết, không hề có cơ hội sống sót. Nhưng nếu như không tự bạo thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu như có thể thì ai lại bằng lòng chết chú? Được. Tô Thương, coi như anh lợi hại, tôi đồng ý với anh. Xích Hồng Nguyệt cắn răng nói, nhưng mà anh không được động đến đỉnh huyền hoàng mẫu khí, cái gì tôi cũng cho anh được, nhưng còn đỉnh này thì anh đừng có mà mơ. Đương nhiên rồi. Tô Thương thản nhiên nói, giống như cô mới nói vừa nãy, cô đâu có ngốc, nếu như cô không có đỉnh huyền hoàng mẫu khí thì cô sẽ mất đi tư cách đàm phán với tôi. Thế thì sao cô có thể đưa đỉnh này cho tôi được, mà tôi cũng chẳng ngốc, tôi sẽ không đòi cô đâu. Nếu tôi bức ép cô khiến cho cô lựa chọn tự bạo, như thế chắc chắn tháp hư không của tôi sẽ bị tổn hại, được một mất mười. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, cả hai chọn lựa đàm phán hòa bình, đương nhiên tôi sẽ giữ lại ranh giới cuối cùng cho cô. Hừ, giả vờ giả vịt. Xích Hồng Nguyệt giận dữ nhìn Tô Thương một cái. Rồi lập tức ném vòng tay lưu trữ cho Tô Thương, cô ta không kiên nhẫn thúc giục nói, ba câu hỏi, mau hỏi đi, hỏi xong thì thả tôi ra ngoài. Tô Thương nhận lấy vòng tay lưu trữ, cẩn thận đánh giá một hồi, tài nguyên tu luyện bên trong vô cùng phong phú, nửa phần thân rồng của Khuê Long cũng ở trong đó, anh vô cùng hài lòng. Ha ha, cô Hồng Nguyệt quả nhiên sảng khoái. Tô Thương thu vào vòng tay lưu trữ, sau đó nghênh đón ánh mắt của Xích Hồng Nguyệt. Anh nhẹ nhàng cười nói, cô Hồng Nguyệt, cô đừng lo lắng, câu hỏi của tôi rất đơn giản, không khó trả lời đâu. Cái đồ thấy tiền là sáng mắt, nhìn thấy vòng tay lưu trữ là đổi luôn xưng hô với tôi. Xích Hồng Nguyệt liếc Tô Thương một cái, cô ta vừa tức vừa giận nhưng cũng không thể nổi giận, mà chỉ có thể thúc giục lần nữa. Anh có hỏi hay không đây, nhanh lên, không thì tôi ra mau. Cô vội cái gì? Tô Thương cười. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, nếu như cô đã là con gái của Viêm Long Tiên Đế, chắc cô sẽ biết rất nhiều sắp xếp của Viêm Long Tiên Đế. Tôi nghe nói sắp tới Viêm Long Tiên Đế sẽ đến trái đất, hơn nữa còn thông qua Phong Khê thiếu gia, cô hãy nói cho tôi biết tình hình cụ thể. Tô Thương nhìn chằm chằm Xích Hồng Nguyệt, anh thản nhiên nói, tốt nhất là cô nên nói sự thật, nếu như cô lừa tôi, cô hãy lấy linh hồn ra lập lời thề, còn không thì tôi không tin. Viêm Long Tiên Đế để lại một phần linh hồn ở trong cơ thể Phong Khê thiếu gia, chỉ cần Phong Khê thiếu gia chết thì ông ấy sẽ chiếm giữ và sống trong cơ thể của Phong Khê thiếu gia. Xích Hồng Nguyệt không hề giấu giếm, thành thật nói, trong 10 người bọn tôi có một người tên là Thanh Hải, chỉ cần Viêm Long Tiên Đế ra lệnh thì anh ta sẽ lập tức đánh chết Phong Khê thiếu gia, tạo cơ hội cho Viêm Long Tiên Đế nhập vào, đây cũng là nhiệm vụ chủ yếu của Thanh Hải. Theo tôi được biết, Viêm Long Tiên Đế sẽ lựa chọn lúc linh khí thức tỉnh để nhập vào, lúc đó là lúc trận pháp phòng thủ của trái đất lỏng lẻo nhất, lúc ông ấy nhập vào sẽ mang theo sức lực lớn mạnh, mượn thân thể của Phong Khê thiếu gia lập tức bước vào cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong. Hơn nữa, xác suất lớn là đế khí của Viêm Long Tiên Đế cũng sẽ đến đây, nếu Tiên Đế không ra tay, sẽ không có người nào có thể tranh đấu với ông ấy. Nói xong, Xích Hồng Nguyệt còn không quên bổ sung, tôi xin thề. Những lời tôi nói đều là thật, nếu như giả dối sẽ bị sét đánh. Sợ. Tô Thương nghe những lời của Xích Hồng Nguyệt nói nhưng anh lại hoàn toàn không trả lời mà chỉ mỉm cười, dường như anh không thèm đếm xỉa gì đến Viêm Long Tiên Đế. Anh có thủ đoạn có thể di ba tê chết Viêm Long Tiên Đế sao? Xích Hồng Nguyệt thấy vậy, trong mắt lập tức lộ ra tia nhìn khác thường. Hừ. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Xích Hồng Nguyệt. Mỉm cười nói, cô Hồng Nguyệt, cô rất muốn Viêm Long Tiên Đế chết sao? Đúng, Xích Hồng Nguyệt không hề giấu giếm,
thành thực gật đầu, vẻ mặt tràn đầy oán hận đối với Viêm Long Tiên Đế. Vậy thì kỳ lạ rồi, anh ta không phải là cha ruột cô sao, sao cô lại hận anh ta như vậy, thậm chí còn muốn anh ta chết. Tô Thương khẽ híp mắt lại cười nói, lẽ nào cô muốn diễn kịch với tôi, muốn chụp mũ tôi để mật báo tin tức cho Viêm Long Tiên Đế biết sao? Ha ha, tôi còn chưa vô vị đến mức đó đâu. Xích Hồng Nguyệt lườm Tô Thương, sau đó nói, chuyện của tôi và Viêm Long Tiên Đế khá phức tạp, một hai câu không thể nói rõ ràng được, tôi cũng lười kể cho một người ngoài như anh biết. Tô Thương, vòng tay chữ nổ của tôi đưa cho anh rồi, câu hỏi lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi, anh có thể hỏi tôi hai câu nữa, nhanh hỏi đi, hỏi xong thì thả tôi ra. Xích Hồng Nguyệt không nhịn được thúc giục nói. Thật không may. Câu hỏi thứ hai của tôi chính là tại sao cô lại hận Viêm Long Tiên Đế như vậy? Tô Thương cười đùa nói, cho nên, cô không muốn thì cũng phải kể cho tôi nghe. Anh, tôi còn biết rất nhiều bí mật, anh không hỏi, sao cứ hỏi cái này chứ? Xích Hồng Nguyệt nghiến răng nói, lẽ nào anh không muốn biết Viêm Long Tiên Đế tu luyện công pháp gì sao, bây giờ là đang ở cảnh giới gì rồi sao, hoặc là, tôi có thể nói cho anh biết nơi ông ấy tu luyện. Nơi đó có rất nhiều tài nguyên tu luyện đấy. Tô Thương nghe vậy, gật đầu cười nói, không cần phát lời thề độc như thế, tôi tin cô. Ha ha! Xích Hồng Nguyệt liếc Tô Thương một cái, lạnh lùng nói, trước khi tôi thề, anh đâu có nói như thế. Khụ! Thương ho khan một tiếng, thoáng có chút xấu hổ. Tô Thương, biết được Viêm Long Tiên Đế dùng thực lực lớn mạnh như vậy đến trái đất mà anh chỉ vỏn vẹn một tiếng thôi sao? Lúc này, Xích Hồng Nguyệt nhìn không được hỏi, đến lúc đó, ông ấy chỉ cần nhấc ngón tay thôi là đã có thể giết được anh, bộ anh không sợ sao? Con người tôi khá kỳ quặc, đối với những điều cô vừa nói tôi không hề có hứng thú chút nào. Tô Thương khẽ cười nói, tôi vẫn muốn biết giữa cô và Viêm Long Tiên Đế có ân oán gì, lẽ nào anh ta nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy, nên không màng tình cảm cha con mà muốn cùng cô? Im miệng! Xích Hồng Nguyệt vội vàng cắt ngang câu nói, thẹn quá hóa giận nói, Tô Thương, anh là đồ biến thái, cứ coi như Viêm Long Tiên Đế không phải là thứ gì tốt đẹp thì cũng không có khả năng xảy ra tình huống như vậy. Ông ấy đối với tôi rất tốt, cưng chiều hết mực, tôi muốn trăng trên trời thì ông ấy cũng sẽ hái xuống cho tôi. Xì, giải thích làm gì, càng giải thích thì càng chột dạ. Tô Thương cố ý khiêu khích Xích Hồng Nguyệt. Từ đó có thể khiến cho đối phương nói ra ân oán của cô ta và Viêm Long Tiên Đế, thế là anh lại nói, theo như tôi thấy nha, thì Viêm Long Tiên Đế chính là một tên biến thái, anh ta có làm ra chuyện gì quá đáng thì tôi cũng cảm thấy bình thường. Cô Hồng Nguyệt, cô yên tâm đi, tôi sẽ thay các người giữ kín bí mật này, tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Nói cái đầu quỷ nhà anh. Xích Hồng Nguyệt không nhịn được mà chửi bậy một câu. Sau đó trực tiếp nói, tôi sở dĩ oán hận Viêm Long Tiên Đế là vì ông ấy kẻ vô tình, ép chết mẹ ruột của tôi. Chậc chậc, lại còn có chuyện vậy sao, quá kịch tính rồi. Tô Thương ra vẻ tò mò, hưng phấn nói, nhanh nói tiếp đi, tôi thích nghe. Đồ bà tám. Xích Hồng Nguyệt giận dữ nhìn Tô Thương, sau đó không thèm giấu giếm nữa, đem chuyện năm đó ra nói hết, Viêm Long Tiên Đế cùng với mẹ tôi vì một lần ngoài ý muốn mà sinh ra tôi. Nhưng ông ấy đối với mẹ tôi vô cùng tệ, từ lúc tôi hiểu chuyện thì ông ấy đã giam cầm mẹ tôi ở cung băng, nơi đó không thể nhìn thấy ánh sáng, không phân biệt rõ được ngày đêm. Viêm Long Tiên Đế không chỉ giam cầm mẹ tôi, còn cấm tôi ra ngoài, không được bước ra khỏi cung băng nửa bước. Xích Hồng Nguyệt như chìm vào ký ức của mình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ nói, từ nhỏ đến lớn, một người bạn tôi đều không có, làm bạn với tôi chỉ có mẹ tôi. Tôi thậm chí còn từng nghĩ cung băng chính là toàn thế giới rồi. Nhưng mẹ tôi nói cho tôi, thế giới bên ngoài cung băng vô cùng tươi đẹp, có ánh nắng, có ánh trăng sáng, còn bầu trời đầy sao, có hoa có núi rực rỡ, đó chính là một thế giới tràn đầy màu sắc. Nói đến đây, Xích Hồng Nguyệt thoáng nở một nụ cười, nhớ có một lần, tôi thừa dịp mẹ ngủ, liền trốn ra khỏi cung băng, muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài một chút. Ngày đó tôi mới biết. Thì ra ánh mặt trời ấm áp như vậy, bầu trời sao sáng như vậy, hoa lá muôn thú, nhân gian ngập tràn pháo hoa, nơi nơi đều hấp dẫn tôi, đó là ngày vui vẻ nhất đời tôi. Xích Hồng Nguyệt càng nói, sắc mặt càng khó coi, nhưng khi tôi trở về lại cung băng thì lại phát hiện ra mẹ tôi đã bị Viêm Long Tiên Đế tra tấn gần sắp chết,
hơn nữa Viêm Long Tiên Đế còn uy hiếp tôi, nếu còn dám chuồn đi thì mẹ tôi sẽ còn bị thương nặng hơn. Từ đó về sau, tôi cũng không dám rời khỏi cung băng nữa, vì mẹ, tôi chỉ đành nghe theo Viêm Long Tiên Đế. Tôi vốn cứ tưởng, cứ như thế có thể lấy lòng Viêm Long Tiên Đế, để ông ấy đối tốt với mẹ con tôi một chút. Xích Hồng Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt xuống, nghiến răng nói, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới, ông ấy vậy mà đem mẹ tôi rời khỏi cung băng, lúc ông ấy đưa mẹ trở về thì mẹ tôi đã là một cái xác không hồn. Tôi hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, là ai đã giết mẹ, nhưng ông ấy không trả lời, chỉ nói rằng tôi có thể rời khỏi cung băng rồi. Xích Hồng Nguyệt nghiến răng nói tiếp, mặc dù ông ấy không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ miệng vết thương chí mạng của mẹ tôi là chính tay ông ấy tạo nên, bởi vì trên đó vẫn lưu lại khí tức của ông ấy, hơn nữa miệng vết thương rõ ràng là do đế khí của ông ấy tạo ra. Tôi biết, chính là do Viêm Long Tiên Đế Di Ba Tê chết mẹ tôi, chuyện này tuyệt đối không sai được. Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, Viêm Long Tiên Đế, giam cầm tôi và mẹ tôi nhiều năm như vậy, cuối cùng còn ra tay Di Ba Tê chết mẹ tôi. Thâm thù đại hận như vậy sao tôi lại không báo chứ? Nhưng đáng tiếc, tôi không phải là đối thủ của ông ấy, chỉ đành ở cạnh ông ấy, nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ báo thù. Ánh mắt Xích Hồng Nguyệt tràn đầy lửa hận, kiên quyết nói, tôi đã từng thề, đợi đến ngày tôi lớn mạnh rồi thì đó chính là ngày Viêm Long Tiên Đế tàn đời. Mặc dù ông ấy là cha ruột của tôi, nhưng tôi và ông ấy, không chết không ngừng, ông ấy đã hại chết mẹ tôi. Tôi giết cha, thì có làm sao chứ? Thì ra là vậy. Tô Thương có thể nhìn ra được, Xích Hồng Nguyệt không hề nói dối, bèn an ủi nói, cô nén bi thương đi, không ngờ cô và Viêm Long Tiên Đế lại là tình cảnh như vậy, chẳng trách từ đầu đến cuối, cô không hề có tí kính trọng nào đối với anh ta. Kính trọng? Xích Hồng Nguyệt cười nhạo nói, ha ha ha, sau khi rời khỏi cung băng, tôi đã ám sát ông ấy mấy trăm lần. Ngày ngày nguyền rủa ông ấy sao không chết sớm đi, tôi sao lại có thể cung cung kính kính với kẻ đã hại chết mẹ mình chứ? Ám sát Viêm Long Tiên Đế mấy trăm lần, vẫn là cô lợi hại, đổi lại là người khác thì e rằng sớm đã chết từ lâu rồi. Tô Thương mỉm cười, sau đó hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, có chút chuyện tôi không hiểu, anh ta ngay cả mẹ cô cũng giết rồi, tại sao lại tha cho cô chứ? Không biết. Xích Hồng Nguyệt lắc đầu. Sau đó nói, có lẽ là vì lương tâm ông ấy nổi dậy rồi, biết tôi là con gái của ông ấy cho nên không nhẫn tâm giết tôi, hoặc có lẽ là bởi vì ông ấy cảm thấy áy náy rồi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng mà, tôi không còn là đứa trẻ lên ba nữa, tôi có ký ức, có những chuyện đã làm thì đã làm rồi, vĩnh viễn không có cách nào xóa đi được, tôi và ông ấy đã định sẵn là không chết thì sẽ không ngừng, trong hai người chỉ một người được sống. Xích Hồng Nguyệt trịnh trọng nói. Không chết không ngừng. Xích Hồng Nguyệt từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, trong thế giới của cô ta chỉ có mình mẹ cô ta, bởi vậy có thể tưởng tượng ra được tình cảm mà cô ta dành cho mẹ mình sâu đậm cỡ nào. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, mẹ mình chết rồi, mà lại chết ở trong tay của Viêm Long Tiên Đế nữa. Điều này thật sự khiến cho Xích Hồng Nguyệt không có cách gì chấp nhận được, cho dù đối phương có là cha ruột của mình. Thì cô ta vẫn không thể bỏ qua được. Báo thù. Bắt buộc phải báo thù cho mẹ. Tô Thương. Lúc này, Xích Hồng Nguyệt nhìn sang Tô Thương, đột nhiên mở miệng nói, lần này Viêm Long Tiên Đế đến trái đất, là cơ hội ngàn năm có một, nếu như anh có thể giữ ông ta ở lại trái đất mãi mãi thì tôi xem như nợ anh một ân tình, sau này anh muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó. Cô nghĩ nhiều rồi. Tô Thương vẫn còn đề phòng cô ta nên cũng không nói thật với cô ta, cho dù là Viêm Long Tiên Đế không dùng cơ thể của mình để xuống trái đất, không có cách gì phát huy được toàn bộ trạng thái hưng thịnh của mình, thì anh ta cũng là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong rồi. Lúc nãy cô cũng nói, cảnh giới tiên đế không ra mặt thì ai cũng không trấn áp được Viêm Long Tiên Đế. Tô Thương nói tiếp, cảnh giới của tôi cô cũng biết rồi, chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Trên Nguyên Anh là Hóa Thần. Sau hóa thần chính là độ kiếp, vượt qua lôi kiếp rồi mới tới được ngưỡng cửa của cảnh giới tiên đế, đó mới là cảnh giới chuẩn tiên đế. Tô Thương lắc lắc đầu, qua mấy ngày nữa linh khí sẽ khôi phục lại, dựa vào tình hình của tôi bây giờ thì tốc độ tu hành có nhanh cỡ nào thì cũng không thể trong một thời gian ngắn có thể đạt được đến cảnh giới chuẩn tiên đế được. Cái gì? Xích Hồng Nguyệt mỉm cười nhìn Tô Thương,
dường như cô ta đã phát hiện ra điều gì đó, chỉ là không vạch trần ra mà thôi, thế là nói, lời tôi đã nói ra rồi, sẽ luôn có hiệu lực. Bất kể anh dùng cách gì, bất kể là ai ra tay, tóm lại, chỉ cần Viêm Long Tiên Đế vĩnh viễn ở lại trái đất thì tôi xem như nợ anh một ân tình. Đến lúc đó, cứ xem như anh muốn đỉnh huyền hoàng mẫu khí thì tôi cũng không do dự mà dâng hai tay cho anh. Xích Hồng Nguyệt mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc nói. Cô thật sự nghĩ nhiều rồi, ngày linh khí khôi phục lại, thì tôi chắc chắn sẽ trốn đi thật xa, tuyệt đối sẽ không chọc vào Viêm Long Tiên Đế, tránh bị tai bay vạ gió. Tô Thương cười đáp lại. Ha ha, anh cứ giả bộ đi. Xích Hồng Nguyệt nhìn Tô Thương, sau đó lại nói, tôi cũng lười nói nhảm với anh, còn một câu hỏi cuối cùng nữa, nhanh hỏi đi. Được. Tô Thương dừng lại mấy giây sau đó mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng dường như lại không tiện mở miệng nói. Muốn hỏi thì hỏi đi, nhăn nhăn nhó nhó cái gì chứ? Xích Hồng Nguyệt không nhịn được liền thúc giục. Vậy tôi có thể hỏi rồi. Hỏi đi, tôi chắc chắn sẽ trả lời thành thật. Chuyện này, tôi có chút không tiện mở miệng hỏi. Lăng nhà lăng nhằng, anh có phải là Huyền Thiên Tiên Đế không vậy? Muốn hỏi thì nhanh hỏi đi, cho tôi thấy thái độ quyết đoán của anh khi là Huyền Thiên Tiên Đế xem nào. Vậy được rồi. Tô Thương cuối cùng lấy hết dũng khí, tiến lên trước mặt Xích Hồng Nguyệt, nhỏ giọng nói, cô Hồng Nguyệt, cô rốt cuộc có bị bệnh ngoài da kia không? Tôi không được nói dối. Thành thật trả lời, nếu không trời đánh thánh đâm. Tô Thương nhắc nhở nói. Tôi không có. Xích Hồng Nguyệt không kiềm được tức giận, nghiến răng gằn giọng nói. Tô Thương, anh là đồ không biết xấu hổ, một chút nhục nhã anh cũng không biết sao, hôm nay tôi liều mạng với anh. Vừa dứt lời, Xích Hồng Nguyệt giơ cái chân ngọc ngà của mình lên, mang theo uy thế khủng bố, đá về phía Tô Thương. Ở đây là bên trong tháp hư không? Tô Thương đương nhiên không sợ, giơ tay lên bắt lấy cái chân ngọc ngà của Xích Hồng Nguyệt. Chậc chậc. Tô Thương nhìn cái chân ở trong tay của mình, cười cợt nói, bàn chân nhỏ nhắn thế này, chủ động dâng lên tận miệng, cô Hồng Nguyệt, cô đang mồi chài tôi sao? Anh, Xích Hồng Nguyệt đỏ bừng mặt lên nói, vô liêm sỉ. Ha ha, nói cho có lý chút được không, rõ ràng là cô ngã vào trước mặt tôi, để cho tôi sờ, bây giờ lại còn chỉ trích tôi sao? Tô Thương khẽ cười nói, còn nữa, lúc nãy cô không phải luôn miệng nói muốn phối hợp với tôi sao, đến đi, chúng ta đấu với nhau một trận trời đất mù mịt trước, sau đó tôi lại thả cô ra khỏi tháp hư không. Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, tôi đổi ý rồi. Xích Hồng Nguyệt vội vàng rút cái chân ngọc ngà của mình lại, sau đó nói, Tô Thương, tất cả các yêu cầu của anh tôi đều làm xong rồi, anh không được nuốt lời, lập tức thả tôi ra. Ha ha, chuyện tôi đã nhận lời với cô, đương nhiên tôi sẽ làm được, đợi đó, bây giờ thả cô ra đây. Tô Thương mỉm cười, sau đó động ý niệm một cái, linh hồn liền trở về với cơ thể của mình. Ngay sau đó, hai tay Tô Thương bấm quyết, trong phòng đột nhiên sáng lóe lên, sau một lúc Xích Hồng Nguyệt liền xuất hiện ở trong phòng. Tô Thương, xem như anh giữ lời hứa, nhưng mà, nỗi sỉ nhục của ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ. Anh đừng mơ mà thoát. Sau khi thoát ra, Xích Hồng Nguyệt càng tức giận hơn nữa, lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Thương, oán giận nói, lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ rửa sạch nỗi nhục này, để cho anh biết sự lợi hại của tôi. Xích Hồng Nguyệt mặt mày rạng rỡ, sau khi buông ra mấy lời phách lời thì liền rời khỏi núi Cửu Phong. Nhưng chính ngay lúc này, Tô Thương lại nhếch miệng lên, rồi đột nhiên ra tay, tháp hư không liền trực tiếp bao vây cô ta lại. Chỉ cần Tô Thương động một ý niệm thì liền có thể đem Xích Hồng Nguyệt nhốt vào tháp hư không lần nữa. Mà Xích Hồng Nguyệt thì vốn dĩ không có cách gì chống lại tháp hư không được, muốn trốn cũng trốn không thoát, liền định dùng tới đỉnh huyền hoàng mụ khí. Nếu như cô dùng tới đỉnh huyền hoàng mụ khí, vậy thì tôi cũng không tiếc giá gì mà di ba tê chết cô. Tô Thương thản nhiên nói, tôi nhiều lắm thì chỉ bị thương nhẹ thôi, tháp hư không bị hư hội cũng có cơ hội để hồi phục lại. Nhưng nếu cô thật sự muốn chết thì cô tốt nhất nghĩ cho kỹ lại. Tôi, Xích Hồng Nguyệt do dự một lúc cuối cùng cũng đành bỏ đi ý định dùng đến đỉnh huyền hoàng mẫu khí. Cô ta còn có mối thù lớn chưa báo, cuộc đời còn có nhiều điều tốt đẹp như vậy, chắc chắn cô ta không muốn chết rồi, cho nên cô ta mới không dám đối cứng lại với Tô Thương. Xích Hồng Nguyệt, Tô Thương chính là nắm chắc điểm này,
bởi vậy anh mới đứng dậy đi về phía Xích Hồng Nguyệt, cười cợt nói, vừa rồi cô rất phách lối nha, chuyện hôm nay đừng hòng quên. Cô còn muốn rửa sạch nhục nhã sao? Đúng. Thế nào? Tô Thương đáng chết, anh cứ chờ tôi đó. Trong lòng Xích Hồng Nguyệt không ngừng chửi rủa Tô Thương, nếu như nguyền rủa có thể di ba tê chết người thì Tô Thương sớm đã chết mấy ngàn lần rồi. Nhưng mà, mặc dù trong lòng nguyền rủa, nhưng ngoài mặt, Xích Hồng Nguyệt lại không dám đắc tội với Tô Thương, cô ta sợ lại bị giam vào tháp hư không. Thế là, Xích Hồng Nguyệt nở một nụ cười ngượng ngùng, nịnh nọt nói, Tô Thương, lúc nãy tôi đùa với anh thôi, để cho không khí kịch tính xíu ấy mà, anh đừng cho là người khác không biết đùa chứ. Thế sao, Tô Thương nhíu mày nói. Đương nhiên rồi. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, đàn ông con trai phải rộng lượng chút, Tô Thương, anh đừng có mà nghiêm túc như vậy chứ. Sợ rồi. Lúc trước Xích Hồng Nguyệt phách lối bao nhiêu thì bây giờ lại sợ bấy nhiêu. Thì ra là vậy. Tô Thương mỉm cười, sau đó thu lại tháp hư không, nói, vậy cô đi đi, sau này còn gặp lại. Hừ, Tô Thương, giả bộ cái gì vậy chứ, anh cứ chờ đó cho tôi, lần sau gặp mặt, tôi sẽ dẫm anh dưới chân, để cho anh biết sức mạnh của tôi. Xích Hồng Nguyệt chớp lấy cơ hội xoay người mà đi, hình bóng nhanh chóng biến mất, chỉ còn giọng nói truyền tới, vẫn với giọng điệu phách lối như cũ. Ha ha, quả nhiên. Đúng là miệng lưỡi con gái, quỷ lừa người mà, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Tô Thương nhìn theo hướng Xích Hồng Nguyệt rời đi, khóe miệng khẽ nhếch mép lên cười nham hiểm. Tô Thương đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà thả Xích Hồng Nguyệt đi, dù sao đối phương cũng là con gái của Viêm Long Tiên Đế. Hơn nữa, Viêm Long Tiên Đế lại vô cùng yêu thương đứa con gái này, cưng chiều hết mực, thậm chí vì Xích Hồng Nguyệt mà đã tiêu diệt biết bao cao thủ cảnh giới Tiên Đế. Bởi vậy có thể thấy được, Xích Hồng Nguyệt ở trong lòng của Viêm Long Tiên Đế quan trọng dường nào, để cô ta ở lại bên mình chỉ có lợi chứ không có hại. Đồng thời, nếu như Tô Thương muốn ép Xích Hồng Nguyệt ở lại thì Xích Hồng Nguyệt chắc chắn cũng không dám cho phát nổ đỉnh huyền hoàng mẫu khí thật. Bởi vì Tô Thương chắc chắn, Xích Hồng Nguyệt không muốn chết, đối với một người mà họ không muốn chết thì Tô Thương có phần nắm chắc. Nhưng Tô Thương vẫn mở tháp hư không thả Xích Hồng Nguyệt đi. Từ giờ trở đi, hành tung của cô đều bị tôi khống chế mọi lúc mọi nơi. Tô Thương âm hiểm cười nói, Xích Hồng Nguyệt, cô mạo hiểm đến trái đất này, chắc hẳn là có mưu đồ khác, hoặc Viêm Long Tiên Đế có sự sắp đặt khác cho cô. Thả cô ra, chỉ là tôi muốn xem cô rốt cuộc muốn làm gì mà thôi. Theo dõi, lúc nãy khi còn ở trong tháp hư không, Tô Thương đã sử dụng một thủ đoạn đặc biệt, lưu lại ấn ký của mình ở sâu trong linh hồn của Xích Hồng Nguyệt. Từ giờ trở đi, Tô Thương mọi lúc mọi nơi đều có thể biết rõ hành tung của Xích Hồng Nguyệt, đồng thời thông qua ấn ký đó, mà anh có thể thấy được cô ta đang làm gì. Nói cách khác là giống như trên người Xích Hồng Nguyệt đã bị gắn một camera theo dõi vậy. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, vô cùng phức tạp, cho dù là Tô Thương có linh hồn của Tiên Đế thì cũng rất khó thi triển thành công. Nhưng mà cũng may, lúc đó đang là ở trong tháp hư không. Cho nên Tô Thương có thể phát huy được linh hồn tiên đế ở mức cao nhất, từ đó mà thần không biết quỷ không hay thành công thi triển thủ đoạn này. Nói tóm lại, Xích Hồng Nguyệt bây giờ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Tô Thương rồi. Cô ta đi đâu, gặp ai, làm cái gì, cho dù là đi tắm, đi ngủ, hay đi toilet, thì Tô Thương cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Giải quyết xong Xích Hồng Nguyệt, Tô Thương liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra vòng tay chữ đồ của cô ta. Mặc dù tài nguyên tu luyện trong vòng tay chữ đồ của Xích Hồng Nguyệt vô cùng phong phú, nhưng lại không có thứ gì đặc biệt khiến người ta kinh ngạc cả. Theo lý mà nói, dựa vào sự yêu thương của Viêm Long Tiên Đế dành cho cô ta thì trong vòng tay chữ đồ của Xích Hồng Nguyệt, ắt hẳn phải có mấy loại dược liệu nghịch thiên, mấy pháp bảo cực kỳ mạnh các kiểu chứ, nhưng hiện tại, trong vòng tay của cô ta chẳng có gì cả, chỉ có vài ba thứ tài nguyên mà ở trái đất cũng có thể tìm được. Trong vòng tay chữ đồ của Sắc Phong cũng chẳng có tài nguyên ngoại vực nào, chắc hẳn khi xuống trái đất vòng tay chữ đồ của bọn họ đã bị hủy rồi. Còn vòng tay chữ đồ hiện tại cùng với các tài nguyên bên trong chắc là vơ vét được ở trái đất. Tô Thương mỉm cười, giọng điệu bình thản nói, mặc dù những thứ này cũng không phải đồ tuyệt hảo gì, nhưng đối với mình bây giờ cũng không tệ lắm. Tận dụng tốt những thứ này thì mình hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần.
Tô Thương mỉm cười sau đó liền lấy hết tất cả tài nguyên trong vòng tay chữ đồ của Xích Hồng Nguyệt và Sắc Phong bỏ vào vòng tay chữ đồ của mình. Hai vòng tay chữ đồ của bọn họ khá giỏm, không gian chứa đồ bên trong có hạn, cũng không có cách gì chứa được vật sống, so với vòng tay chữ đồ do Tô Thương tạo ra còn kém xa. Sau khi làm xong mọi việc, Tô Thương cũng không rời khỏi phòng mà trở về giường, ngồi khoanh chân lần nữa. Bây giờ có thể xác định được rồi, ngày linh khí khôi phục lại thì chính là ngày Viêm Long Tiên Đế sẽ đi đến trái đất. Dựa vào thực lực của Tô Thương đương nhiên không có cách gì đối chọi lại được với Viêm Long Tiên Đế, cho dù là anh có tháp hư không ở trong tay thì cũng rất khó đỡ được một chiêu của Viêm Long Tiên Đế. Tô Thương cũng không phải ngốc, chắc chắn anh sẽ không lấy đá chọi đá với Viêm Long Tiên Đế. Anh đánh không lại Viêm Long Tiên Đế, nhưng có người có thể, ví dụ như cái vị đại khủng bố dưới núi Cửu Phong kia, Kinh Kha. Kinh Kha đã đặt chân lên cảnh giới tiên đế rồi, là tiên đế chân chính đó, cũng chính là vị tiên đế thứ hai của trái đất sau mấy ngàn năm. Vị thứ nhất chí là Tổ Long, vị thứ hai chính là ông ta. Chỉ tiếc là Tổ Long bây giờ không rõ tung tích, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Kinh Kha thôi. Mà Kinh Kha bị giam dưới núi Cửu Phong, không có cách nào ra ngoài được, hơn nữa ông ta còn bị ma tính quấy nhiễu, cũng không thể ra ngoài. Cho nên, ngày mà linh khí khôi phục lại, Tô Thương cần phải dụ Viêm Long Tiên Đế đến núi Cửu Phong để anh ta đọ sức với Kinh Kha. Chỉ là, cảnh giới của Tô Thương thấp, Giang Bắc lại cách xa núi Cửu Phong. Nếu như không có sự chuẩn bị trước thì chỉ sợ Tô Thương còn chưa đi được mấy bước đã bị Viêm Long Tiên Đế đuổi kịp mà Di Ba Tê chết rồi. Cho nên, Tô Thương cần phải bày bố một truyền tống trận pháp nho nhỏ, kết nối núi Cửu Phong và Giang Bắc lại với nhau. Chính là ở ngay hai nơi này xây nên một cái cổng truyền tống, có thể thực hiện việc di chuyển. Bây giờ Tô Thương đang ở núi Cửu Phong, anh dự định sẽ dựng cổng truyền tống ở núi Cửu Phong trước, đợi sau khi anh đến Giang Bắc, xác định được vị trí linh khí hồi phục rồi thì lại xây cổng truyền tống thứ hai. Truyền tống trận có thể kết nối hai không gian lại với nhau, quá trình bố trí trận pháp vô cùng phức tạp, khoảng cách càng xa thì việc bố trí càng khó. Ước tính khoảng cách giữa núi Cửu Phong và Giang Bắc cũng không phải là xa lắm, dựa vào năng lực hiện tại của Tô Thương thì vẫn có thể làm được. Tiếp theo đó, hai mắt Tô Thương khép hờ lại, anh bắt đầu dùng các tài nguyên trong vòng tay chữ đồ, chuyên tâm xây dựng cổng truyền tống. Thời gian chớp mắt trôi qua. Rất nhanh một ngày nữa đã qua đi, ngày linh khí khôi phục lại càng gần. Cuối cùng, Tô Thương vẫn luôn ngồi khoanh chân mở hai mắt ra. Cổng truyền tống đã được tạo dựng xong. Thành công rồi, chỉ cần ở vị trí linh khí khôi phục lại tạo dựng thêm một cổng truyền tống nữa thì có thể dẫn dụ Viêm Long Tiên Đế đến núi Cửu Phong rồi. Khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên, sau đó nói, mình đã nhận lời Tô Thanh Y, giúp ông ta khôi phục lại cơ thể, bây giờ cách ngày linh khí khôi phục lại còn hai ngày, cũng nên đi đến núi Côn Luân một chuyến rồi. Nhưng mà trước khi đi, mình cũng nên qua chào hỏi Kinh Kha một tiếng. Xem tình hình ông ấy thế nào rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền đẩy cửa bước ra. Cậu chủ, Tô Thiếu Gia, Quách Hí, Nam Cung Dận, Thiên Niên Sát, cùng với đông đảo phong chủ của núi Cửu Phong giờ đây đều đang đứng ở bên ngoài cửa, không biết bọn họ đã chờ ở đây bao lâu rồi. Nhìn thấy Tô Thương bước ra, một đoàn người nhao nhao mở miệng chào hỏi, vô cùng cung kính đối với Tô Thương. Tô Thương gật đầu. Sau đó nhìn sang người thanh niên bên cạnh Thiên Niên Sát, mở miệng nói, Từ Nhị, anh ở đây làm gì, muốn tìm cơ hội báo thù tôi sao? Từ Nhị nghe thấy vậy, biểu cảm có chút khó coi, hiện rõ là anh ấy đang xấu hổ. Tô Thương, chuyện giữa các cháu ông đều nghe nói cả rồi, cháu hà tất phải tính toán với nó. Thiên Niên Sát đứng ra hòa giải, sau đó trầm giọng nói, Từ Nhị, còn không mau xin lỗi Tô Thương đi. Chuyện ngày hôm đó. Là tôi sai rồi, tôi không nên nói với anh những lời như vậy. Từ Nhị ngập ngừng một lúc, sau đó cũng nhận sai, nhưng rồi lại mạnh mẽ nói, nhưng mà, Tô Thương, cho dù anh mạnh thế nào, thì tôi vẫn là câu nói đó, anh tốt nhất đừng có mà phụ bạc minh chủ Thiên Sơn Tuyết, nếu như cô ấy phải chịu uất ức thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Không tha cho tôi. Tô Thương bước lên trước một bước, mang theo uy thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ nơi đó, trấn áp Từ Nhị. Giọng nói lạnh lùng, anh, có tư cách gì để uy hiếp tôi chứ? Dựa vào thực lực của anh bây giờ,
tôi chỉ cần giơ tay lên một cái là có thể di ba tê chết anh rồi, uy hiếp tôi sao? Anh không sợ tôi không thèm nể mặt núi Cửu Phong mà bỏ qua cho anh sao? Tô Thương. Thiên Niên Sát thấy vậy, nhìn Tô Thương, muốn cầu xin thay cho Tử Nhị. Nhưng, Tô Thương lại liếc mắt một cái thì Thiên Niên Sát tự biết phận mà ngậm miệng lại. Tô Thương bây giờ đã không còn là Tô Thương nửa năm trước, bây giờ cho dù là Ngô Thanh Ảnh người giỏi nhất trong giới luyện võ cũng rất khó bảo đảm có thể đánh thắng được Tô Thương. Bởi vậy, Thiên Niên Sát đối với Tô Thương sớm đã không còn là trưởng bối đối với vãn bối, khi đối diện với Tô Thương. Ông ta cảm thấy dường như đang đối diện với một cao thủ cực kỳ mạnh, trong lòng tự giác dâng lên nổi kính sợ. Cho nên khi Tô Thương liếc nhìn thì Thiên Niên Sát cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ thở dài thay cho Tử Nhị, âm thầm tiếc hận thay cho Tử Nhị. Tô Thương. Tử Nhị lại không hề sợ Tô Thương, nghiến răng nói, anh mạnh hơn tôi thì sao chứ, tôi cũng không sợ anh. Chuyện lúc trước, tôi quả thực không đúng, xin lỗi anh là chuyện hợp tình hợp lý, cho nên tôi cam tâm tình nguyện. Nhưng không phải vì anh mạnh nên tôi mới xin lỗi. Tử Nhị nhìn thẳng vào mắt Tô Thương, bất khuất nói, hôm nay, anh muốn giết tôi thì giết. Chuyện tu hành, ai cũng không nói rõ được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ có một ngày, tôi cũng sẽ mạnh hơn anh. Nếu như anh không giết tôi, ngày sau anh cứ phải cẩn thận, đừng để tôi nghe được tin Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết bị phụ bạc, nếu không cho dù có phải lên tận trời xanh. Xuống dưới suối vàng tôi cũng phải trừng phạt anh thích đáng. Tử Nhị nghiêm túc nói. Ồ, thế sao? Tô Thương khẽ híp mắt lại, nhìn Tử Nhị, trong mắt là cả một bầu trời u ám, cười nhạo nói, anh lúc trước không phải gọi là Tuyết Nhi sao, bây giờ lại đổi cách gọi rồi sao? Hừ, Tử Nhị đáp lại nói, đó là lúc trước tôi chưa có nắm được tin tức, Thiên Sơn Tuyết sớm đã là minh chủ của núi Cửu Sơn, và chuyện cô ấy đã là vợ của anh. Tôi gọi cô ấy là Tuyết Nhi thì không còn thích hợp nữa. Tôi biết đời này kiếp này cô ấy không thuộc về tôi nữa rồi, tôi đối với cô ấy cũng đã cắt đứt suy nghĩ kia rồi. Nhưng mà, Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết là minh chủ núi Cửu Sơn, là một phần của núi Cửu Phong, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cô ấy. Tử Nhị nghiến răng nói. Thì ra là vậy. Tô Thương nghe vậy, mỉm cười, rồi đột nhiên anh lại ra tay. Một luồng sức mạnh cây ết ủng bố trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể của Tử Nhị. Hai, đáng tiếc rồi, thiên phú như Tử Nhị là thuộc hàng đỉnh phong trong núi Cửu Phong, bà vợ mình vô cùng khen ngợi nó, không ngờ hôm nay. Thiên Niên Sát thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi, tên nhóc này quá bướng bỉnh rồi, mềm mỏng chịu phục một chút khó vậy sao? Tất cả các phong chủ khác ở đó, nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhao nhao lên thấy tiếc hận thay. Mọi người nhìn cho kỹ, Tử Nhị chưa chết. Lúc này, Quách Ý vội vàng mỉm cười nói. Hử, chưa chết. Soạt soạt soạt. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đều đổ dồn về phía Tử Nhị. Vốn dĩ bọn họ cứ tưởng, dựa vào thực lực của Tử Nhị thì nhận một chưởng của Tô Thương rồi thì chết là cái chắc. Nhưng bây giờ lại phát hiện, Tử Nhị lại chưa chết, ngược lại cơ thể lại cuồn cuộn chân khí. Thực lực rõ ràng đã mạnh lên mấy phần. Chuyện này, người cảm nhận rõ ràng nhất chính là Tử Nhị, anh giơ hai tay ra, thì nhìn thấy chân khí trong bàn tay mình tỏa ra, anh ấy vô cùng chấn kinh lẩm bẩm nói, tôi vậy mà đột phá rồi, võ tông hậu kỳ. Hơn nữa, trong cơ thể của tôi dường như còn có thêm một luồng sức mạnh thần bí, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tử Nhị nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng mang theo biểu cảm phức tạp nhìn sang Tô Thương. Anh không phải đã nói rồi sao, ngày sau sẽ vượt qua cả tôi, dựa vào tư chất của anh lúc trước chắc chắn sẽ không có khả năng vượt qua tôi được. Tô Thương thấy vậy, khẽ cười nói, lúc nãy, tôi đã đem một luồng long khí cực lớn rót vào trong cơ thể của anh, bây giờ thiên tư của anh đã được nâng cao lên rất nhiều rồi. Đương nhiên, bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội vượt qua tôi, anh vẫn phải có thêm thứ này nữa. Nói xong, Tô Thương liền giơ ngón tay lên. Ngón tay chĩa thẳng vào Tử Nhị, rồi từ đó phát ra một tia sáng bắn thẳng vào trong đầu Tử Nhị. Đây chính là Thăng Long Quyết tôi đã nâng cấp lên để thích hợp với hệ thống luyện võ, anh tự mình nghiên cứu cho tốt đi. Làm xong tất cả, Tô Thương cười nói, có Thăng Long Quyết cộng với Long Khí rồi, thì nền móng lớn mạnh của anh đã được nâng cao vô hạn rồi, còn việc anh có thể đi đến mức nào thì phải xem tạo hóa của chính anh. Long Khí, Thăng Long Quyết. Tử Nhị vô cùng ngạc nhiên,
biểu cảm hết sức phức tạp, nhìn Tô Thương, giọng run run nói, tôi vô lễ với anh như vậy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết, anh. Anh không giết tôi sao? Bây giờ anh quá yếu, còn chưa có đủ tư cách để tôi giết, nỗ lực tu luyện đi, tranh thủ một ngày nào đó, có thể cùng tôi đấu một trận, đến lúc đó, tôi có thể sẽ không cần phải lưu tình nữa. Tô Thương bước nhanh đến bên cạnh Từ Nhị, nhìn thẳng vào anh ấy, khóe miệng nhếch lên nói, tôi rất mong chờ ngày đó, đừng để tôi phải thất vọng. Lưu lại một câu nói xong thì Tô Thương nhanh chóng rời đi. Quách Hí, Nam Cung Dận, cũng theo sát phía sau. Từ Nhị, tên tiểu tử nhà cháu đúng là trong họa được phúc rồi, những ngày tháng sau này, cứ an tâm mà tu luyện đi nhé. Thiên Niên Sát căn dặn Từ Nhị một hai câu, sau đó lại mang theo mấy phong chủ núi Cửu Phong đuổi theo Tô Thương. Rất nhanh, ở nơi đó chỉ còn lưu lại một mình Từ Nhị. Anh ấy nhìn theo bóng lưng rời đi, cảm nhận long khí thần bí trong cơ thể của mình cùng với Thăng Long Quyết huyền ảo phức tạp, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Từ Nhị biết, Tô Thương căn bản không có ý khiêu khích anh ấy, cũng không có coi thường anh ấy, nếu không cũng sẽ không tặng cho anh ấy long khí và Thăng Long Quyết. Tô Thương đơn giản chỉ muốn bồi dưỡng anh ấy, muốn anh ấy lớn mạnh lên, sở dĩ Tô Thương nói những lời đó chỉ là muốn cho anh ấy có động lực tu luyện mà thôi. Rõ ràng bản thân mình bất kính với Tô Thương đủ đường, thậm chí cứ mở miệng là khiêu khích anh ấy, nhưng đối phương lại ra tay lưu tình, không những không giết mình mà còn cho mình cơ hội trở nên mạnh hơn. Điều này khiến Từ Nhị cảm động vô cùng, anh ấy nhìn theo bóng lưng của Tô Thương trực tiếp quỳ một chân xuống, hai tay chắp lại. Tô, Từ Nhị định gọi là Tô Thương, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì lại ý thức được như vậy không được đúng, thế là anh ấy liền đổi thành, Tô Thiếu Gia, ân tình ngày hôm nay, Từ Nhị tôi xin nhận, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Tô Thương cũng chưa đi xa, cho nên anh có thể nghe được những lời Từ Nhị nói, nhưng anh cũng không đáp lại, chỉ phất phất tay, ra hiệu cho đối phương biết mình đã nghe thấy rồi. Long khí, Thăng Long Quyết. Từ Nhị đứng dậy. Ánh mắt kiên quyết nói, tôi sẽ đi bế quan ngay, không vượt qua lão tổ quyết không xuất núi. Lão tổ đương nhiên chính là chỉ Ngô Thanh Ảnh. Nói xong, Từ Nhị liền biến mất ngay tại chỗ, chờ đợi anh ấy chính là những ngày tháng tu luyện dài đằng đẵng. Chấm chấm chấm. Mấy phút sau, đoàn người Tô Thương đã lên đến đỉnh núi cao nhất, đối diện với một thác nước. Xuyên qua thác nước chính là Thiên Sơn Tuyết đang nằm ngủ say trong động băng. Còn về phần Kinh Kha thì ông ấy cũng ở ngay dưới động băng này. Tô Thương, không ngờ bụng dạ cháu lại rộng lượng như thế, đối mặt với sự khiêu khích của Từ Nhị mà cháu cũng không ra tay giết nó, ngược lại còn giúp nó mạnh lên, bội phục mà. Thiên Niên Sát cười nói sảng khoái. Ha ha, cháu một chút cũng không hề nói dối, anh ấy không có tư cách làm đối thủ của cháu. Tô Thương khẽ cười nói, trong mắt của cháu, anh ấy chỉ là một hậu bối mà thôi. Cháu hà tất phải tức giận với anh ấy làm gì chứ? Vẫn là cháu biết giữ đại cục. Thiên Niên Sát lần nữa khen ngợi, sau đó lại tò mò hỏi, chỉ là, sao cháu lại đề bạt nó, dù sao nó với cháu cũng có chút mâu thuẫn, nếu như cháu muốn đề bạt thì có thể đề bạt những người khác mà, núi Cửu Phong của ông cũng không ít thiên tài. Chuyện này à, có hai nguyên nhân trong đó. Tô Thương cười nói, đầu tiên, tư chất của Từ Nhị ngoài Tuyết Nhi ra thì chắc là người mạnh nhất ở núi Cửu Phong rồi. Ngô Thanh Ảnh tiền bối không có nhìn lầm, lúc trước bà ấy giúp đỡ Từ Nhị tu luyện ắt hẳn cũng đã phát hiện ra. Phát hiện ra cái gì? Thiên Niên Sát càng tò mò hơn. Tổ tiên của Từ Nhị, đương nhiên là đệ nhất đế vương, vì trên người anh ta có một luồng khí của đế vương. Tô Thương giải thích nói, ban đầu là truyền đến đời của anh ta, khí tức của anh ta nên biến mất từ lâu rồi mới phải chứ. Nhưng Từ Nhị lại xuất hiện dấu hiệu phản tổ, nguồn khí tức ngưng tụ trong cơ thể đế vương, dần dần xuất hiện cửu long phụ thể trong mệnh cách. Thể chất cỡ này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thiên phú luyện khí, dù không có sự giúp đỡ của cháu, thì trong tương lai không xa, anh ta cũng sẽ vượt qua cả tiền bối Ngô Thanh Ảnh. Tô Thương cười nói, khí tức của đế vương. Thiên Niên Sát nghe thấy vậy, liền nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó sực tỉnh nói, Tô Thương. Cháu nói đúng thật đấy. Tổ tiên của Từ Nhị, là vua của nước Kỳ từ thời Tây Chu. Thiên Niên Sát cười nói, ha ha, không ngờ tên tiểu tử đó còn có kiểu vận may này nữa đó. Vậy là đúng rồi. Tô Thương khẽ gật đầu nói, thân mang khí của đế vương,
thích hợp nhất là tu luyện Thăng Long Quyết, cộng với long khí của cháu chuyển ra, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì một ngày nào đó, anh ta nhất định sẽ nổi tiếng khắp giới luyện võ rồi trở thành một trong những người mạnh nhất. Nếu anh ta không đồng ý ở lại núi Cửu Phong, mà chọn ra đi, thì giang sơn hàng vạn dặm của trái đất, chắc chắn sẽ có một bộ phận phải thuộc về anh ta. Ha ha, được, Tô Thương, cảm ơn cháu vì đã gây dựng được một chỗ dựa trong tương lai cho núi Cửu Phong. Thiên Niên Sát vô cùng cảm kích Tô Thương, sau đó nghi ngờ nói, không phải cháu vừa mới nói, có hai nguyên nhân à, vậy nguyên nhân thứ hai là gì vậy? Nhân phẩm. Tô Thương không giấu giếm chút nào nói, nếu nhân phẩm không đứng đắn, bảo sao nghe vậy, cho dù có thể chất, cũng khó mà trở thành người có năng lực được. Tên Từ Nhị này, đúng đắn đúng mực không sợ cường quyền, tính cách này cháu rất thích. Tô Thương nói tiếp, cái quỷ cuối cùng của anh ta, cũng có thể nhìn ra anh ta hiểu ý của cháu, trong lòng có chút biết ơn. Nếu không có cái quỷ vừa nãy, có lẽ cháu sẽ quay lại giết anh ta, thu hồi long khí lại. Tô Thương nghiêm túc nói. Ban cho Từ Nhị long khí, Tô Thương đã rút một nửa bên cơ thể của Khuê Long ra. Tuy Tô Thương giữ lại là vô dụng, nhưng thứ này lại khá khó để có được, nếu Từ Nhị không xứng đáng, đương nhiên anh ấy sẽ thu hồi lại. Nhưng bây giờ xem ra, sự phán đoán của anh ấy cũng không sai, long khí và Thăng Long Quyết đều ban cho Từ Nhị, tương lai nhất định sẽ có thu hoạch. Ông Nội Thiên. Sau khi nói xong chuyện của Từ Nhị, Tô Thương liền nói, chút nữa cháu phải rời khỏi núi Cửu Long rồi, trước khi đi cháu muốn thăm Tuyết Nhi lần nữa, mọi người đi làm việc đi, sau khi gặp nhau, thì cháu cũng phải đi đây. Được. Thiên Niên Sát gật đầu nói, vậy Tô Thương này, chúng ta sẽ không tiễn cháu nữa, chúc cho linh khí của cháu sẽ hồi phục thành công. Nói xong, Thiên Niên Sát liền dẫn mấy vị phong chủ rời đi. Quách Hí, Nam Cung Ngự, hai người không cần phải đợi tôi. Mau trở về nhà họ Tô ở Giang Bắc trước đi. Tô Thương dặn dò, sau khi thăm Tuyết Nhi xong, tôi sẽ về núi Côn Luân một chuyến trước, sau đó sẽ đến Giang Bắc tụ họp với hai người. Vâng. Quách Hí và Nam Cung Ngự thi nhau hành lễ, lễ phép trả lời, sau đó bóng người của bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tô Thương nhún người bay lên, xuyên qua thác nước, rất nhanh đã tới được trong động băng. Thiên Sơn Tuyết còn đang ngủ say, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người khác si mê. Tô Thương đứng ở bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thương, mấy phút sau mới lưu luyến không nỡ rời xa. Sau đó, Tô Thương liền nảy ra một suy nghĩ, anh ấy lấy tháp hư không ra, trong nháy mắt có hàng vạn luồng ánh sáng chiếu xuống, bảo vệ xung quanh người anh ấy. Sau đó, Tô Thương rời khỏi lồng giam dưới lòng đất. Lại đến động băng ở cùng với Thiên Sơn Tuyết nửa giờ nữa, rồi mới rời đi. Ra khỏi núi Cửu Phong, Tô Thương không chọn đi bộ, mà bảo một thanh niên khôi ngô tuấn tú của núi Cửu Phong, sắp xếp cho một chiếc máy bay trực thăng. Vù vù vù. Máy bay trực thăng chọc thủng bầu trời, bay thẳng lên trên tầng mây, xem như là một công cụ đi bộ, thật sự là quá thích hợp. Cho dù là cảnh giới hóa thần, thì người tu chân bay trên không trung cũng cần tiêu hao linh khí, nhưng đi máy bay thì lại không như vậy. Vào ban đêm, Tô Thương đã tới núi Côn Luân. La Thiên Hỏa lò trận của núi Côn Luân vẫn đang vận chuyển bình thường. Trận pháp này là do Tô Thương bố trí, đương nhiên anh ấy có thể khống chế nó, rồi tiến thẳng vào núi Côn Luân. Lúc này, Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, và tất cả mọi người ở núi Côn Luân đang nghỉ ngơi và tu luyện. Nên không ai phát hiện ra Tô Thương đến. Tô Thương cũng không quấy rầy bọn họ, thi triển thần thức, rất nhanh đã tìm được Tô Thanh Y. Lúc này, ở trong một căn phòng nằm ở phía đông của núi Côn Luân, Tô Thanh Y đang nằm ở trên giường, biểu cảm vô cùng không ổn, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Ông ấy vốn là một nhân tài một thời, được Tô Vô Kỵ vô địch thiên hạ nhận làm đệ tử, danh tiếng lẫy lừng. Từ đó trở đi, Tô Thanh Y lúc nào cũng mặc một bộ quần áo xanh, là nhân trung long phượng sao, từ trước đến nay không thua kém bất kỳ ai. Sao câu trên có nghĩa là, rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường. Nhưng bây giờ, ông ấy lại mất đi tứ chi, tu vi hàng trăm năm đã lụi tàn theo một mồi lửa, rồi biến thành một tên phế vật.
thậm chí, ngay cả cuộc sống của Tô Thanh Y cũng thể tự mình gánh vác được, bên ngoài cửa có hai tên người hầu chuyên phụ trách chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ông ấy. Điều này khiến cho Tô Thanh Y luôn hiếu thắng, cảm thấy rất khó chịu, nhiều lần đã nảy sinh ra ý nghĩ tự sát. Nhưng cứ nghĩ tới việc chưa tìm thấy sư tôn và còn có rất nhiều chuyện để làm, nên tuyệt đối không thể rời khỏi thế giới này được, lúc này Tô Thanh Y mới từ bỏ ý nghĩ muốn tự sát. Bây giờ, ông ấy đem tất cả mọi sự hy vọng gửi gắm lên người Tô Thương, mỗi một giây đều chờ mong Tô Thương đến. Vèo! Đúng lúc này, có một bóng người thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại gian phòng. Ai đấy? Tô Thanh Y giật nảy mình, tập trung nhìn về sau, bỗng mừng rỡ nói tiểu thiếu gia. Vừa nói, Tô Thanh Y liền muốn đứng dậy, nhưng ông ấy đã mất đi tứ chi sao mà có sức để đứng dậy được. Tô Thanh Y! Tô Thương liền bước nhanh đến phía trước, miệng cười nói, đừng uổng phí sức lực nữa, yên tâm nằm ở đó đi, bây giờ tôi sẽ tái tạo lại cơ thể cho ông cảm ơn tiểu thiếu gia. Tô Thanh Y vô cùng kích động, hai mắt như tỏa ra ánh sáng, hít vào thở ra dồn dập. Từ khi mất đi tứ chi, ông ấy đều mơ rằng mình có thể trở lại làm người bình thường như trước, C. Bây giờ tiểu thiếu gia đã trở về, cuối cùng cũng có cơ hội khỏi bệnh rồi. Tiếp theo, Tô Thương cũng không chần chờ gì nữa, hai tay co lại ngay lập tức, bày trí ra một trận pháp cỡ nhỏ, để tránh bị người khác quấy rầy. Ngay sau đó, Tô Thương liền nghĩ, lấy ra một nửa cơ thể của Khuê Long, rồi bắt đầu thi triển bí thuật nối liền cơ thể. Trong nháy mắt, ánh sáng chói rực và năng lượng vô tận trong căn phòng tràn vào bên trong cơ thể của Tô Thanh Y. Nhưng vì có trận pháp quy mô nhỏ, nên cũng không có ai ở núi Côn Luân phát hiện ra, lúc này. Phong Khê thiếu gia đang luyện hóa đan dược bảo vệ mạng sống, vết thương sớm đã khỏi rồi, hơn nữa anh ta cũng tìm thấy được hai tên cao thủ ngoại vực khác. 10 tên cao thủ ngoại vực đến trái đất lúc trước, đều đã chết hết, giờ chỉ còn lại hai tên này thôi. Một tên trong số bọn họ là Thự Công, tên còn lại là Thanh Hải, lúc đó hai người này đều đứng ở bên cạnh Phong Khê thiếu gia. Thự Công, thực lực cũng không thua kém gì với Phong Khê thiếu gia, nói là yếu cũng không phải là yếu. Anh ta không phải là một người đàn ông đích thực, mấy trăm năm trước, bởi vì tu luyện một loại bí thuật nào đó, nên anh ta đã tự thiến chính mình. Tuy đã mất đi bản chất vốn có của đàn ông, nhưng anh ta lại có được năng lượng rất mạnh, tay trái thì tỏa ra băng, còn tay phải thì phun ra lửa, lúc ra tay sẽ có hai luồng năng lượng băng và lửa đan xen vào nhau, trong cảnh giới này, thì chưa có đối thủ. Còn Thanh Hải, thì có rất ít người nhìn thấy anh ta ra tay thực sự. Thời gian đi theo Viêm Long Tiên Đế là ngắn nhất. Thanh Hải có tính cách quái gở, không thể nào hòa đồng với mọi người được, đi theo mấy người khác đến trái đất, cũng không xuất hiện cùng một lúc với mọi người, cho nên mối quan hệ của anh ta với mọi người cũng chỉ bình thường. Khi vừa đến trái đất, Phong Khê thiếu gia đã đề nghị, muốn tỉ thí với anh ta một trận nhưng Thanh Hải lại không hề ra tay, mà trực tiếp nhận thua luôn, tự để cho bản thân mình không bằng Phong Khê thiếu gia. Những người ở xung quanh cũng có thể nhìn ra, luồng sóng linh khí trong cơ thể Thanh Hải, thực sự không hùng hậu bằng Phong Khê thiếu gia, nên không ai coi trọng anh ta cả. Giờ phút này, dưới sự sắp xếp của Phong Khê thiếu gia, ba người họ liền tụ họp lại, để cùng nhau bàn bạc công việc. Chắc hẳn hai người cũng đã biết vật này, không sai, đây chính là đá thông linh. Lúc này, Phong Khê thiếu gia bảo đá thông linh ra cho Thự Công và Thanh Hải xem. Sau đó nói, công dụng của đá thông linh, thì tôi cũng không giới thiệu thêm nữa lúc trước tôi đã từng liên lạc với Viêm Long Tiên Đế, và nhận được mệnh lệnh của Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, ngài ấy bảo tôi tìm hai người, rồi cùng nhau đến Giang Bắc, ngăn chặn linh khí khôi phục. Viêm Long Tiên Đế còn nói, khi linh khí khôi phục, thì ngài ấy sẽ đến trái đất, đến lúc đó, ngài ấy sẽ dẫm nát trái đất dưới chân. Không ai có thể ngăn cản được đường đi nước bước của ngài ấy. Phong Khê thiếu gia khẽ cười nói, chúng ta phải mau chóng đến Giang Bắc làm một số bước chuẩn bị là được rồi. Trong khoảng thời gian này, hai người sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được phép làm trái. Đây là ý của Viêm Long Tiên Đế, nếu hai người không tin, thì tôi có thể khởi động đá thông linh ngay trước mặt hai người, để chứng nhận với Viêm Long Tiên Đế. Phong Khê, lời nói của anh người khác có thể không tin. Nhưng tôi chắc chắn sẽ tin. Thự Cống liền xòe tay hình hoa lan, ánh mắt đào hoa nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, giọng nhẹ nhàng nói, đừng quên, mối quan hệ của hai chúng ta,
còn thân thiết gần gũi hơn người khác nhiều đó nha. Nói xong, Thự Công liền giơ tay lên, chạm vào tay Phong Khê thiếu gia. Phong Khê thiếu gia rút tay về, khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang Thanh Hải ở bên cạnh, hỏi dò, Thanh Hải, anh còn muốn chứng minh với Viêm Long Tiên Đế nữa không? Không cần, Thanh Hải lắc đầu nói, thực lực của tôi dù ở bất kỳ đâu, cũng đều tôn trọng những người mạnh, Phong Khê thiếu gia, thực lực của anh mạnh hơn tôi, đương nhiên sẽ do sai bảo chúng tôi. Vậy là tốt. Nhìn thấy Thanh Hải chủ động hạ thấp mình, Phong Khê thiếu gia gật đầu thỏa mãn, sau đó liền thu hồi đá thông linh lại, nói thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng đến Giang Bắc thôi. Khuê Long, Sắc Phong, Minh Cửu, Xích Hồng Nguyệt, chuyện của hai người họ tôi cũng không nói với mọi người nữa, trái đất không hề yếu như chúng ta tưởng tượng đâu. Nơi này tiềm ẩn rất nhiều người mạnh, dựa vào sức lực của chúng ta, cũng không thể vào hoàn toàn đàn áp bọn họ được. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, nhưng tên Tô Thương kia, cũng chỉ là một tên tiểu nhân âm hiểm mà thôi, thực lực cũng bình thường. Linh khí khôi phục, tất nhiên anh ta sẽ đến Giang Bắc, nếu gặp được anh ta ở Giang Bắc, thì nhất định phải giết anh ta, để thỏa mối hận trong lòng tôi. Vâng, Thự Công và Thanh Hải thi nhau đáp, nếu đã là tiểu đệ, thì phải cung kính lễ phép với Phong Khê. Nhưng, khi Thự Công nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, ngoại trừ kính sự trọng gia, thì còn có sự dễ thương, tế nhị. Một bến khác, sau khi Xích Hồng Nguyệt chạy thoát khỏi núi Cửu Phong, liền rời khỏi An Huy, rồi chạy một mạch về phía Tây Bắc. Lần này cô ta vô cùng rắn giỏi, không để ý đến lời khuyên của Viêm Long Tiên Đế, nhất định phải đến trái đất, tất nhiên bản thân có thể tự tính toán được. Thực ra, bên trong cơ thể Xích Hồng Nguyệt, có một nửa huyết thống là trái đất, mẹ của cô ta, chính là người trái đất. Nhiều năm trước, Viêm Long Tiên Đế đã đến trái đất, vừa gặp mẹ cả cô ta đã cảm thấy yêu mến rồi, nên đã cưỡng ép bắt mẹ cô ta đi. Từ nhỏ đến lớn, Xích Hồng Nguyệt vô cùng tò mò, tại sao cha lại đối xử lạnh nhạt với mẹ như vậy, thậm chí còn muốn giam cầm mẹ trong lãnh cung, đến cả trước lúc mẹ qua đời, cũng không thể rời khỏi lãnh cung được. Xích Hồng Nguyệt hỏi dò không chỉ một lần, cô ta muốn biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ cô ta nhất quyết không nói. Mà chỉ nói với cô ta rằng, nếu có cơ hội, thì hãy đến núi Không Động ở trái đất một chuyến. Chính là vì lời dặn dò của mẹ, nên lần này bất kể ra sao đi nữa, thì Xích Hồng Nguyệt cũng phải đến trái đất cho bằng được. Núi Không Động, là nơi ở của mẹ ở trái đất sao, không biết tại sao bà ấy lại cứ bảo mình đến chỗ này. Xích Hồng Nguyệt nghi ngờ, không dừng bước, mà đi thẳng đến núi Không Động ở phía Tây Bắc. Ban đêm. Sau mấy canh giờ bị giày vò, cuối cùng Tô Thanh Y cũng được nối liền tứ chi. Bây giờ, tứ chi mà Tô Thanh Y có được là của Sắc Phong, đồng thời một nửa cơ thể còn mang dòng máu của Khuê Long, nên vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì có tứ chi mới, nên thực lực của Tô Thanh Y cũng tăng lên đáng kể, ông ta đã ở cảnh giới Nguyên Anh, cách cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, cũng chỉ có một chút xíu nữa thôi. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Tô Thanh Y có được một cuộc sống mới một lần nữa. Liền vội quỳ một chân xuống dưới đất, hai tay chắp lại nói, nếu không phải là tiểu thiếu gia, chỉ sợ cả đời này của tôi sẽ chỉ là một tên phế vật, sư tôn có ơn trọng dụng với tôi, thu nhận tôi làm đồ đệ, còn cậu thì có ơn hồi sinh lại cho tôi, suốt cuộc đời này thuộc hạ sẽ không bao giờ quên công ơn của hai người. Không cần phải khách sáo, Tô Thương khẽ đưa tay ra nói, ông có ơn với nhà họ Tô như vậy, đây là chuyện tôi nên làm mà. Vâng. Tô Thanh Y chậm rãi đứng người lên, như đang nghĩ tới điều gì đó, bất chấp sức mạnh mãnh liệt của cơ thể mới, rồi mở miệng nói, tiểu thiếu gia, ngay sáng hôm nay, đại sư huynh truyền tin đến cho tôi, nói là đã tìm thấy manh mối của sư tôn, ông ấy đích thị là còn sống, và đang ở trái đất. Sao cơ, có tin tức về ông cố rồi ư? Tô Thương lập tức mừng rỡ, vội vàng truy hỏi, vậy bây giờ ông cố của tôi đang ở đâu vậy? Đại sư huynh không có nói. Ông ấy chỉ nói cho tôi biết là sau khi linh khí thức tỉnh, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn, sinh linh ngoại vực sẽ xâm chiếm toàn bộ trái đất. Tô Thanh Y nói tiếp, đến lúc đó, sư tôn sẽ xuất thế lần nữa, trấn áp ngoại vực, lấy lại trật tự. Như vậy sao, sao lại thần bí đến vậy? Tô Thương nở một nụ cười, sau đó hỏi, bây giờ Tây Môn Phong Vân đang ở đâu, với cả nếu như những sư đệ khác của ông đã tìm được ông cố của tôi rồi thì sao không trở về Côn Luân vậy? Theo như đại sư huynh nói,
bọn họ đang hộ pháp cho sư tôn, hình như sư tôn đang tu luyện tới thời điểm quan trọng nhất. Tô Thành Y đáp lại, hăm, Tô Thường Ân cần hỏi han, hộ pháp sao? Có nguy hiểm gì không? Tôi cũng không rõ lắm. Tô Thành Y thành thật nói, từ chỗ đại sư huynh biết được, sư tôn vẫn còn đang trong quá trình ngủ say, chưa có tỉnh lại. Lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, Vương Dương Minh cũng ở đó, là do Vương Dương Minh nói cho đại sư huynh biết, sư tôn sẽ là nhân vật quan trọng nhất lập lại trật tự. Tô Thành Y nói thêm, ừm. Tô Thương khẽ gật đầu nói, Vương Dương Minh có thể đoán trước được thiên cơ, nhìn thấy một phần của tương lai, nếu như tương lai ông cố của tôi thật sự sẽ là người lấy lại trật tự, vậy chắc chắn bây giờ sẽ an toàn. Tiếp theo, tôi muốn bắt đầu lập kế hoạch cho linh khí thức tỉnh, có lẽ sẽ không có ai có thể ngăn cản được linh khí thức tỉnh. Trước hết, mặc dù Viêm Long Tiên Đế nói muốn ngăn cản linh khí thức tỉnh, nhưng mà Tô Thương biết được, nếu như Viêm Long Tiên Đế muốn đi đến trái đất thì cần phải bắt lấy thời điểm khi đại trận bảo vệ trái đất bị suy yếu trong quá trình linh khí thức tỉnh bắt đầu, thì mới có thể lấy trạng thái linh hồn xuyên qua hư không vô tận, sống trong cơ thể của Phong Khê thiếu gia. Nói cách khác, Viêm Long Tiên Đế sẽ không thể ngăn cản được linh khí thức tỉnh khởi động. Và đương nhiên, linh khí thức tỉnh bắt đầu cũng không chỉ xảy ra trong chốc lát, mà là cần cả một quá trình. Sau khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất, chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn linh khí thức tỉnh bắt đầu. Thậm chí, mục đích lớn nhất của Viêm Long Tiên Đế đến trái đất chính là ngăn cản linh khí thức tỉnh, để tránh cho người tu chân ở trái đất mạnh mẽ quá mức, vượt qua khống chế của mình. Nhưng có điều là, sau khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất, Tô Thương sẽ lôi kéo ông ta để cho Kinh Kha dưới núi Cửu Phong đối phó với ông ta. Bởi vậy, Tô Thương cũng không cần lo lắng quá mức về Viêm Long Tiên Đế. Ngoại trừ Viêm Long Tiên Đế ra, trái đất vẫn còn vài tên cao thủ ngoại vực. Ví dụ như Phong Khê Thiếu Gia, Khuê Long, Xích Hồng Nguyệt, à phải rồi, còn có một người nữa tên là Thanh Hải, Tô Thương có ấn tượng rất sâu. Dựa theo lời khai lúc trước của Xích Hồng Nguyệt, khi linh khí thức tỉnh thì trận pháp bảo vệ trái đất sẽ yếu đi, Viêm Long Tiên Đế sẽ thông báo cho Thanh Hải biết, để Thanh Hải giết chết Phong Khê Thiếu Gia, sau đó Viêm Long Tiên Đế mới có thể dễ dàng xác để sống lại. Từ đó có thể biết được, Thanh Hải có trong mình sức mạnh có thể đánh bại được Phong Khê Thiếu Gia như thế là đủ để chứng minh người này không hề đơn giản. Mà bên phía Tô Thương, người mạnh nhất cũng chính là bản thân anh. Ngoại trừ anh ra thì còn đệ nhất giới luyện võ cổ đại Ngô Thanh Ảnh, nhưng mà Ngô Thanh đang bế quan bình phục thương thế, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn rất khó để khỏi hẳn. Còn một người nữa chính là Quách Ý, người có quạt thanh phong. Anh ấy mạnh mẽ điều khiển quạt thanh phong thì miễn cưỡng cũng có thể chống lại một tên cao thủ ngoại vực. Nhưng có thể thấy rõ điều này là chẳng thấm vào đâu, vì dù sao cao thủ ngoại vực cũng rất đông, cho dù Quách Ý có ngăn cản được một người thì Tô Thương cũng rất khó để đối phó hết những cao thủ ngoại vực khác. Nếu như người truyền dạy võ tài năng cho Quách Ý, Huyền Vi chân nhân Quỷ Cốc Tử đích thân đến Giang Bắc thì tốt rồi, như vậy thì những người như Phong Khê Thiếu Gia đã không còn đáng sợ nữa. Ngoại trừ Huyền Vi chân nhân ra, trái đất còn những chuẩn bị khác, theo lý thuyết mà nói, thực lực của trái đất bây giờ không hề yếu kém. Tô Thương lắc đầu cười khổ nói, nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể nào ra tay được, nếu không bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đẩy nhanh sự diệt vong của trái đất. Có một số chuyện chỉ cần đoán là biết được thôi. Trước đây khi Viêm Long Tiên Đế ở trái đất, anh ta lần tìm khắp các ngọn núi nổi tiếng và những con sông lớn nhưng cũng không có bắt được mấy vị chuẩn đế kia. Gần đến lúc linh khí thức tỉnh bắt đầu, Viêm Long Tiên Đế biết rõ trái đất vẫn còn chuẩn đế, cho nên đã cử ra 10 người đến trái đất, bảo bọn họ đi ngăn cản linh khí thức tỉnh, thậm chí còn bắt bọn họ làm náo loạn trái đất, cần quét giới luyện võ cổ đại. Như thế còn chưa rõ anh ta bắt 10 người đó đi làm mồi dẫn hay sao, mục đích chính là để dụ cho chuẩn đế lộ mặt. Mặc dù Tô Thương không biết Viêm Long Tiên Đế có thủ đoạn gì, nhưng chỉ cần chuẩn đế của trái đất xuất hiện đối đầu với Nguyên Anh Đỉnh Phong, chắc chắn bọn họ sẽ không thoát khỏi sự truy bắt của Viêm Long Tiên Đế. Mà chuẩn đế chết đi là trái đất sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Trái đất có trận pháp bảo vệ, cho nên Viêm Long Tiên Đế không thể nào tiến vào trái đất với trạng thái toàn thịnh. Nếu như tiến vào trái đất, chắc chắn cảnh giới sẽ bị áp chế, trở thành cảnh giới chuẩn đế. Nếu như chuẩn đế vẫn còn trên trái đất thì cho dù Viêm Long Tiên Đế có cơ hội đi chăng nữa, cũng sẽ không dám đến trái đất một cách tùy tiện,
nếu không sẽ bị bao vây tấn công. Số lượng lớn chuẩn đế của trái đất hợp sức cùng nhau ra tay, thiên thời địa lợi nhân hòa, chưa chắc đã không thể áp chế được Viêm Long Tiên Đế. Nhưng nếu như chuẩn đế của trái đất chỉ vì xóa sổ mấy tên cao thủ Nguyên Anh mà để lộ hành tung, như vậy đối với Viêm Long Tiên Đế mà nói, chắc chắn là chuyện vô cùng tốt. Đương nhiên, đây là cục diện thế giới của trước đây, có điều bây giờ trái đất đã thêm một vị cường giả siêu nhiên Kinh Kha, đương nhiên không kiêng kỵ ngoại vực nữa. Theo lý mà nói, cho dù bây giờ chuẩn đế của trái đất bị bại lộ hành tung đi nữa thì đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, vì Viêm Long Tiên Đế đã có người áp chế. Nhưng mà có một vấn đề tương đối khó khăn, đó chính là trạng thái của Kinh Kha, có đôi khi trạng thái của ông ta rất tốt, nhưng có đôi khi sẽ bị nhập ma, khiến cho người ta khó mà nắm bắt được. Đây là một nhân tố không ổn định, cho nên Tô Thương không thể tùy tiện thả ông ta ra khỏi bên dưới núi Cửu Phong, tránh cho ông ta gây ra họa lớn. Thôi bỏ đi, đi bước nào tính bước đó vậy, tất cả mọi người đều đang bày bố nước đi, phải xem cách bày trận của ai là tuyệt vời hơn. Khóe miệng Tô Thương gợi lên một nụ cười châm chọc, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thầm, có điều, trái lại tôi muốn làm tăng thêm một vài chuyện xấu, cần phải để lại một cái truyền tống môn ở núi Côn Luân, như vậy tôi có thể nhanh chóng xuyên qua ba nơi giữa núi Cửu Phong, Giang Bắc và núi Côn Luân. Nghĩ như vậy, Tô Thương nhìn về phía Tô Thanh Y bên cạnh, anh nói, Tô Thanh Y, ông ra bên ngoài chờ đi, lát nữa ông đi với tôi đến Giang Bắc, bây giờ tôi đến Tinh Không Cổ Lộ có chút việc. Vâng, Tô Thanh Y cung kính đồng ý, Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó lập tức biến mất, vài phút sau. Anh đi tới Tinh Không Cổ Lộ, khoanh chân ngồi xuống, hai tay thi triển bí quyết, bắt đầu bố trí truyền tống môn. Không bao lâu sau, truyền tống môn đã được thành hình, tản ra ánh sáng yếu ớt. Vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết, Tô Thương đã bố trí một trận pháp ẩn tàng dùng để che giấu truyền tống môn. Làm xong hết tất cả mọi thứ, anh cũng không ở lại đây quá đâu mà đứng dậy đi về phía bên kia, muốn xem thử trận bảo vệ trái đất. Lúc này, một thân một mình Tô Thương đứng ở bên ngoài trận pháp bảo vệ, nhìn quang trụ màu vàng thông thiên ở phía trước, anh lẩm bẩm, lúc trước có nghe Kinh Kha nhắc tới, trận pháp này tên là Hỗn Độn Cực Quang Trận, thật sự là kinh khủng. Nếu như có thể khống chế tòa trận pháp này, chỉ sợ đừng nói là chuẩn đế, cho dù có là tiên đế cũng có thể xóa sổ bọn họ trong nháy mắt. Tô Thương cười khổ nói, nhưng đáng tiếc, Hỗn Độn Cực Quang Trận vô cùng phức tạp, hơn nữa còn có uy thế ngút trời, với cảnh giới bây giờ của mình, ngay cả tư cách lĩnh hội cũng không có. Tháp hư không chống đỡ được sức ép của Hỗn Độn Cực Quang Trận, chắc chắn là bởi vì có đỉnh huyền hoàng mẫu khí trong đó. Tô Thương nói tiếp. Đây coi như đã là một kết quả không tệ, người khác không thể tới gần, nghe đâu Viêm Long Tiên Đế cũng không thể tới gần, nhưng mình lại có thể tiến vào phạm vi quang trụ. Nếu sau này mình gặp phải đối thủ quá mạnh không thể nào chống lại được, thì mình có thể tiến vào phạm vi quang trụ, dùng cái này để tránh thoát kẻ thù. Nghĩ như vậy, Tô Thương lộ ra một nụ cười, đây chính là nơi trú ẩn có sẵn ấy nhỉ. Sau khi Tô Thương cẩn thận quan sát Hỗn Độn Cực Quang Trận mấy lần thì anh lập tức quay về dưới núi Côn Luân, tụ họp với Tô Thanh Y. Hai người tìm được Ngô Phong, ngồi máy băng trực thăng bay lên trời, xuyên qua những tầng mây. Mục tiêu, Giang Bắc. Ngay lúc đó, đội ngũ ở khắp nơi cũng đang chạy về phía Giang Bắc. Linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, người tu chân trên toàn trái đất đều không thể bình tĩnh. Nhất là người tu chân cảnh giới giả đan. Bọn họ vô cùng khao khát đối với linh khí thức tỉnh, bọn họ là người hy vọng linh khí thức tỉnh thành công hơn ai hết. Bởi vì, cảnh giới giả đan đã tích lũy nhiều năm, tích lũy dày đặc muốn bùng nổi. Một khi linh khí thức tỉnh thì cảnh giới của bọn họ rất có thể sẽ đột nhiên tăng vọt, việc đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải là việc gì khó. Nhất là cảnh giới giả đan cửu chuyển, người tu chân đặt chân vào cảnh giới này, mỗi người đều đã trải qua 8-9 lần sinh tử. Đối với lĩnh ngộ về cảnh giới đã vượt qua trước mắt quá nhiều, linh khí trong cơ thể cũng đã vô cùng tinh thuần. Chẳng qua lúc trước ngại chuyện chẳng lành cho nên bọn họ không thể nào tiến thêm một bước nữa, nhưng nếu linh khí thức tỉnh, có lẽ bọn họ có thể đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới hóa thần. Hóa thần và giả đan, hai cảnh giới này là khác nhau một trời một vực. Có cảnh giới giả đan cửu chuyển nào mà không chờ mong chạm tới cảnh giới hóa thần. Thọ nguyên tăng cao chăng? Bởi vậy,
thế lực ở khắp nơi trên trái đất, đi đến Giang Bắc lần này, tất cả đều mang theo mong muốn bảo vệ linh khí thức tỉnh. Mặc dù lúc trước giữa hai bên có thù sâu oán nặng thế nào, bây giờ cũng sẽ đoàn kết đồng lòng, cùng nhau tạo ra một trái đất đầy huy hoàng mới, để cho nguồn linh khí dồi dào tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên trái đất. Và đương nhiên, linh khí thức tỉnh không có liên quan quá nhiều tới giới luyện võ cổ đại, hơn nữa khởi động cải biến giới luyện võ chỉ vừa mới bắt đầu nửa năm, ngoại trừ Ngô Thanh Ảnh ra, cũng không có sản sinh ra thêm người luyện võ cổ đại lớn mạnh nào khác. Bởi vậy, có rất nhiều thế lực trong giới luyện võ cổ đại không hề cử người đi đến Giang Bắc. Đối với linh khí thức tỉnh, bọn họ lựa chọn có mắt như mù, giả bộ không biết, chuyện không liên quan đến mình thì cứ để nó sang một bên. Mấy vị chuẩn đế trên trái đất địa cầu, được biết có Huyền Vi chân nhân Quỷ Cốc Tử, Sát Thần Bạch Khởi, và với Thương Ưởng cầm sách Thương Quân trong tay. Trong đó, Quỷ Cốc Tử tiếp tục ở lại sơn cốc của ông ấy, giống như không hề lo lắng về cuộc chiến đẫm máu ở Giang Bắc sắp tới. Nhưng mà, Bạch Khởi cầm kích phá thiên, Thương Uyển cầm sách Thương Quân đã ẩn núp ở Giang Bắc. Nhưng bọn họ cũng không có ra tay, mà chỉ lấy thân phận người bình thường tiến vào thành phố, trải nghiệm sự thay đổi của thành phố hiện đại. Ba người Phong Khê Thiếu Gia, Thự Công, Thanh Hải cũng đã đến Giang Bắc, hành động kín đảo, âm thầm tìm kiếm nơi linh khí thức tỉnh khởi động, muốn chuẩn bị sớm trước. Về phần Khuê Long và Xích Hồng Nguyệt thì vẫn chưa xuất hiện. Ngoại trừ những người này, trên trái đất còn có một người, đã lặng lẽ đặt chân lên cảnh giới Nguyên Anh Đỉnh Phong. Người này là Quân Vô Ưu nửa năm trước từng xuất hiện ở núi Võ Đang. Quân Vô Ưu vốn là người của gia tộc Đoan Mộc, bởi vì không muốn nhìn thấy gia tộc Đoan Mộc trở thành con rối của ngoại vực, bởi vậy anh ta đã phản bội gia tộc Đoan Mộc, dấn thân vào núi Lão Quân. Thiên phú tu luyện của anh ta vô cùng kinh khủng, hội võ Bách Tông năm đó anh ta đã che giấu thực lực, cố ý bị đánh bại bởi lão độc vật Lâm Uyên. Về sau, Quân Vô Ưu và Nam Cung Dận của gia tộc Nam Cung đã hợp sức tổ chức khởi động cải biến giới luyện võ. Thật ra, khi đó anh ta cũng chỉ là giả bộ mà thôi, nếu không, với thực lực của anh ta thì hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ, không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản được anh ta. Cho dù Tô Thương có dùng ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang, chắc chắn cũng không làm gì được anh ta. Bởi vì lúc ấy, Quân Vô Ưu đã đặt chân vào cảnh giới giả đan bát chuyển. Đúng vậy, là giả đan bát chuyển. Quân Vô Ưu từ nhỏ đã tiếp nhận mức đào tạo cao nhất, thiên phú lại đáng ngạc nhiên, được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế ngàn năm không có của gia tộc Đoan Mộc. Đương nhiên, điều này cũng không đủ để anh ta mới 30 tuổi mà đã phá vỡ kim đan nhiều lần như vậy. Sở dĩ Quân Vô Ưu lớn mạnh như vậy là có liên quan đến sơn chủ núi Lão Quân. Mặc dù núi Lão Quân là thế lực võ thuật, nhưng mà lão sơn chủ lại là một người tu chân mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì được lão sơn chủ che chở, cho nên sau khi Quân Vô Ưu phản bội lại gia tộc Đoan Mộc mới không bị đuổi giết. Lão sơn chủ thấy tư chất tự nhiên của Quân Vô Ưu vô cùng tuyệt vời, hơn nữa bản thân ông ấy cũng đã già, bởi vậy nên đã dốc sức trợ giúp đỡ Quân Vô Ưu tu luyện. Mà Quân Vô Ưu cũng không làm cho lão sơn chủ thất vọng, sau khi đặt chân lên cảnh giới kết đan, đã lập tức phá vỡ, sau đó lại ngưng kết kim đan, rồi lại phá vỡ, ngưng kết, phá vỡ. Anh ta từng tạo ra một kỳ tích chưa từng có, trong vòng một năm đã liên tục phá vỡ kim đan 5 lần. Tóm lại, có thể nói thiên phú tu chân của Quân Vô Ưu là bậc nhất. Lúc trước anh ta đến núi Võ Đang do được sơn chủ núi Lão Quân chỉ dẫn, muốn đòi môn chủ Thiên Cơ Môn một món chí bảo. Nhưng lúc ấy núi Võ Đang quá mức hỗn loạn, Quân Vô Ưu cũng không nhắc tới, nhưng mà anh ta cũng không rời đi, mà đợi cho núi Võ Đang khôi phục lại tình trạng bình yên rồi đi tìm môn chủ của Thiên Cơ Môn, Vương Trọng Vân. Chuyện này là do lão môn chủ Thiên Cơ Môn Vương Dương Minh và lão sơn chủ đã ước định với nhau, Quân Vô Ưu cầm tín vật đến đó đương nhiên đã thành công lấy được chí bảo. Mà món chí bảo kia chính là một thanh bảo kiếm chuẩn đế, tên là Thừa Ảnh, sở hữu sức mạnh tối cao. Kiếm Thừa Ảnh là chí bảo chuẩn đế, chắc chắn có thể trấn áp được chuyện chẳng lành, Quân Vô Ưu tốn một chút thời gian và đã thu phục được kiếm Thừa Ảnh. Sau đó, anh ta bước thêm một bước chính là cảnh giới Nguyên Anh Đỉnh Phong, mọi hành động của anh ta đều mang theo uy thế khổng lồ. Trước khi lão sơn chủ qua đời đã dặn dò tôi phải phối hợp với lão môn chủ Vương Dương Minh, giúp đỡ linh khí thức tỉnh, đương nhiên tôi sẽ không phụ lòng dặn dò của lão nhân gia ông ấy.
Giang Bắc, tôi đã tới rồi. Con cháu nhà họ Tô, không biết bây giờ thực lực của cậu thế nào rồi, nếu như cậu không gánh nổi đại kỳ của thế lực tu chân trên trái đất, vậy thật ngại để tôi gánh thay cậu. Quân Vô Ưu cầm bình hồ lô rượu trong tay, rót một ngụm rượu vào miệng, sau đó lập tức dẫm lên kiếm thừa ảnh, biến thành một luồng ánh sáng màu hồng phóng lên trời. Ngự kiếm bay trên không, dành riêng cho kiếm tu. Vốn dĩ. Chẳng qua Quân Vô Ưu chỉ mới đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh, muốn ngự kiếm bay trên không trong thời gian dài vẫn còn khá phí sức. Bởi vì linh khí của trái đất mỏng manh, không thể nào bổ sung hồi phục linh khí đã tiêu hao một cách nhanh chóng được. Nhưng thanh kiếm thừa ảnh dưới chân Quân Vô Ưu lại là chí bảo chuẩn đế, cho nên ngự kiếm bay trên không chỉ là chuyện còn con. Phía bên kia, Tô Thương và Tô Thanh Y ngồi trực thăng vốn định đi Giang Bắc, nhưng trên đường đi chợt nhớ tới chuyện ông ngoại mình và rất nhiều cao thủ võ thuật vẫn còn bị nhốt ở gia tộc Thượng Quan. Bây giờ cách thời gian linh khí thức tỉnh bắt đầu chỉ còn có 2 ngày, chạy tới Giang Bắc vẫn còn dư giả. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ, Tô Thương đã quyết định đến gia tộc Thượng Quan một lần, sau đó lại đến Giang Bắc sau. Tô Thanh Y quen biết với Thượng Quan Vô Ngần, là ông chủ bây giờ của gia tộc Thượng Quan, cho nên ông ấy biết chỗ ở của gia tộc Thượng Quan. Dưới sự chỉ dẫn của Tô Thanh Y, sáng hôm sau, đoàn người Tô Thương đã đến được gia tộc Thượng Quan. Bọn họ xuống khỏi trực thăng. Ngay tại thời điểm này, đại sảnh hội nghị, gia tộc Thượng Quan, rất đông quản lý của gia tộc Thượng Quan đang ngồi họp cùng nhau, sắc mặt mỗi người đều không dễ chịu, hiển nhiên là vừa trải qua một trận tranh cãi kịch liệt. Bác trai, rất nhiều người quan tâm đến chuyện xảy ra ở núi Cửu Phong, Phong Khê thiếu gia thì bị đánh chạy trối chết. Khuê Long thì vứt bỏ nửa thân rồng, Xích Hồng Nguyệt bị nhốt, Sắc Phong chết tại chỗ, bị con cháu nhà Tô gia Tô Thương ra tay xóa sổ. Lúc này, Thượng Quan Vô Ngần nghiêm túc nói, bây giờ cao thủ ngoại vực đã bị tổn thất rất nghiêm trọng, tại sao không thể thả những cao thủ võ thuật trong mật lao dưới đất ra? Có tháp hư không bảo vệ, Tô Thương hống hách ngang ngược không sợ bất kỳ cái gì hết, rất nhanh sau đó đã đáp xuống mặt đất, gặp Kinh Kha bị giam cầm trong chiếc lồng to kinh khủng kia. Kinh Kha bây giờ, vô cùng bình tĩnh, ngồi khoanh chân hai mắt khép hờ, đang thi triển chú thanh tâm, xem ra ma tính đã tạm thời được ngăn chặn rồi. Y ngăn chặn ma tính rồi. Tô Thương, cậu lại tới rồi, có chuyện gì vậy? Nhận ra được Tô Thương đến, Kinh Kha liền nói. Tiền bối, tình hình bây giờ của ông thế nào rồi, có thể áp chế ma tính hoàn toàn được không? Tô Thương không quanh co lòng vòng, mà vào thẳng chủ đề luôn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì 2 ngày sau, Viêm Long Tiên Đế sẽ đến trái đất, đến lúc đó, ít nhất anh ta cũng là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong, tiền bố, ông có thể có sức đánh một trận được không? Chú Thanh Tâm cậu truyền cho tôi, tạm thời có thể áp chế được ma tính, trong thời gian ngắn sẽ không nhập ma nữa. Kinh Kha trả lời, tôi hiểu ý của cậu, cậu muốn để tôi đối phó với tên tiên đế ngoại vực kia chứ gì? Vâng, tiền bối. Ông có chắc chắn thành công được không? Tô Thương gật đầu nói. Có. Mặt Kinh Kha nghiêm túc nói, chắc hẳn chuyện mà Tổ Long nói tới, chính là để tôi đối phó với tên Viêm Long Tiên Đế kia, tôi đương nhiên sẽ dồn hết công sức để ứng phó. Tuy nhiên tôi bị giam cầm rất nhiều năm, khí huyết trong cơ thể còn thiếu, không cách nào phát huy được thực lực tiên đế thực sự, nhưng dưới cảnh giới tiên đế trở xuống, tôi cũng chẳng sợ hãi gì. Vừa nói. Kinh Kha như đang nghĩ tới điều gì, có vẻ rất lo lắng rồi nói, nhưng, bây giờ tôi không còn cách nào để áp chế được ma tính, nếu rời khỏi núi Cửu Phong, cho dù giết được Viêm Long Tiên Đế đi nữa, thì đối với trái đất mà nói đó cũng sẽ là một tai họa lớn. 2. Tôi nhập ma, không hề lý trí một chút nào, khát máu đã biến thành bản tính rồi, so với Viêm Long Tiên Đế mà cậu nhắc đến, còn kinh khủng khiếp hơn. Kinh Kha thở dài một hơi nói. Điều này tiền bối không cần lo lắng, tôi sẽ dẫn anh ta tới núi Cửu Phong, để tiền bối ra tay là được. Tô Thương nói ra. Như vậy thì tốt. Nỗi lo lắng của Kinh Kha bỗng biến mất, liền hào hứng nói, cậu cứ việc đưa tên đó đến đây, tôi sẽ khiến cho núi Cửu Phong này, trở thành phần mộ an táng của tên tiên đế ngoại vực đó. Có câu nói này của tiền bối tôi yên tâm hơn hẳn, thời gian cấp bách, tiền bối, tôi đi trước đây. Tô Thương hành lễ nói. Được. Kinh Kha gật đầu, từ đầu đến cuối cũng không mở to mắt ra, chú Thanh Tâm vẫn không ngừng được thi triển. Sau đó,
Tô Thương rời khỏi lồng giam dưới lòng đất, lại đến động băng ở cùng với Thiên Sơn Tuyết nửa giờ nữa, rồi mới rời đi. Ra khỏi núi Cửu Phong, Tô Thương không chọn đi bộ, mà bảo một thanh niên khôi ngô tuấn tú của núi Cửu Phong, sắp xếp cho một chiếc máy bay trực thăng. Vù vù vù. Máy bay trực thăng chọc thủng bầu trời, bay thẳng lên trên tầng mây, xem như là một công cụ đi bộ, thật sự là quá thích hợp. Cho dù là cảnh giới hóa thần, thì người tu chân bay trên không trung cũng cần tiêu hao linh khí, nhưng đi máy bay thì lại không như vậy. Vào ban đêm, Tô Thương đã tới núi Côn Luân. La Thiên Hỏa lò trận của núi Côn Luân vẫn đang vận chuyển bình thường. Trận pháp này là do Tô Thương bố trí, đương nhiên anh ấy có thể khống chế nó, rồi tiến thẳng vào núi Côn Luân. Lúc này, Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh và tất cả mọi người ở núi Côn Luân đang nghỉ ngơi và tu luyện, nên không ai phát hiện ra Tô Thương đến. Tô Thương cũng không quấy rầy bọn họ, thi triển thần thức, rất nhanh đã tìm được Tô Thanh Y. Lúc này, ở trong một căn phòng nằm ở phía đông của núi Côn Luân, Tô Thanh Y đang nằm ở trên giường, biểu cảm vô cùng không ổn, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Ông ấy vốn là một nhân tài một thời, được Tô Vô Kỵ vô địch thiên hạ nhận làm đệ tử, danh tiếng lẫy lừng. Từ đó trở đi, Tô Thanh Y lúc nào cũng mặc một bộ quần áo xanh, là nhân trung long phượng sao, từ trước đến nay không thua kém bất kỳ ai. Sao câu trên có nghĩa là, rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường. Nhưng bây giờ, ông ấy lại mất đi tứ chi, tu vi hàng trăm năm đã lụi tàn theo một mồi lửa, rồi biến thành một tên phế vật. Thậm chí, ngay cả cuộc sống của Tô Thanh Y cũng thể tự mình gánh vác được. Bên ngoài cửa có hai tên người hầu chuyên phụ trách chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của ông ấy. Điều này khiến cho Tô Thanh Y luôn hiếu thắng, cảm thấy rất khó chịu, nhiều lần đã nảy sinh ra ý nghĩ tự sát. Nhưng cứ nghĩ tới việc chưa tìm thấy sư tôn và còn có rất nhiều chuyện để làm, nên tuyệt đối không thể rời khỏi thế giới này được, lúc này Tô Thanh Y mới từ bỏ ý nghĩ muốn tự sát. Bây giờ, ông ấy đem tất cả mọi sự hy vọng gửi gắm lên người Tô Thương. Mỗi một giây đều chờ mong Tô Thương đến. Vèo. Đúng lúc này, có một bóng người thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại gian phòng. Ai đấy? Tô Thanh Y giật nảy mình, tập trung nhìn về sau, bỗng mừng rỡ nói tiểu thiếu gia. Vừa nói, Tô Thanh Y liền muốn đứng dậy, nhưng ông ấy đã mất đi tứ chi sao mà có sức để đứng dậy được. Tô Thanh Y. Tô Thương liền bước nhanh đến phía trước. Miệng cười nói, đừng uổng phí sức lực nữa, yên tâm nằm ở đó đi, bây giờ tôi sẽ tái tạo lại cơ thể cho ông cảm ơn tiểu thiếu gia. Tô Thanh Y vô cùng kích động, hai mắt như tỏa ra ánh sáng, hít vào thở ra dồn dập. Từ khi mất đi tứ chi, ông ấy đều mơ rằng mình có thể trở lại làm người bình thường như trước, C. Bây giờ tiểu thiếu gia đã trở về, cuối cùng cũng có cơ hội khỏi bệnh rồi. Tiếp theo, Tô Thương cũng không chần chờ gì nữa. Hai tay co lại ngay lập tức, bày trí ra một trận pháp cỡ nhỏ, để tránh bị người khác quấy rầy. Ngay sau đó, Tô Thương liền nghĩ, lấy ra một nửa cơ thể của Khuê Long, rồi bắt đầu thi triển bí thuật nối liền cơ thể. Trong nháy mắt, ánh sáng chói rực và năng lượng vô tận trong căn phòng tràn vào bên trong cơ thể của Tô Thanh Y. Nhưng vì có trận pháp quy mô nhỏ, nên cũng không có ai ở núi Côn Luân phát hiện ra, lúc này. Phong Khê thiếu gia đang luyện hóa đan dược bảo vệ mạng sống, vết thương sớm đã khỏi rồi, hơn nữa anh ta cũng tìm thấy được hai tên cao thủ ngoại vực khác. 10 tên cao thủ ngoại vực đến trái đất lúc trước, đều đã chết hết, giờ chỉ còn lại hai tên này thôi. Một tên trong số bọn họ là Thự Công, tên còn lại là Thanh Hải, lúc đó hai người này đều đứng ở bên cạnh Phong Khê thiếu gia. Thự Công, thực lực cũng không thua kém gì với Phong Khê thiếu gia, nói là yếu cũng không phải là yếu. Anh ta không phải là một người đàn ông đích thực, mấy trăm năm trước, bởi vì tu luyện một loại bí thuật nào đó, nên anh ta đã tự thiến chính mình. Tuy đã mất đi bản chất vốn có của đàn ông, nhưng anh ta lại có được năng lượng rất mạnh, tay trái thì tỏa ra băng, còn tay phải thì phun ra lửa, lúc ra tay sẽ có hai luồng năng lượng băng và lửa đan xen vào nhau, trong cảnh giới này, thì chưa có đối thủ. Còn Thanh Hải, thì có rất ít người nhìn thấy anh ta ra tay thực sự. Thời gian đi theo Viêm Long Tiên Đế là ngắn nhất. Thanh Hải có tính cách quái gở, không thể nào hòa đồng với mọi người được, đi theo mấy người khác đến trái đất,
cũng không xuất hiện cùng một lúc với mọi người, cho nên mối quan hệ của anh ta với mọi người cũng chỉ bình thường. Khi vừa đến trái đất, Phong Khê thiếu gia đã đề nghị, muốn tỉ thí với anh ta một trận nhưng Thanh Hải lại không hề ra tay, mà trực tiếp nhận thua luôn, tự để cho bản thân mình không bằng Phong Khê thiếu gia. Những người ở xung quanh cũng có thể nhìn ra, luồng sóng linh khí trong cơ thể Thanh Hải, thực sự không hùng hậu bằng Phong Khê thiếu gia, nên không ai coi trọng anh ta cả. Giờ phút này, dưới sự sắp xếp của Phong Khê thiếu gia, ba người họ liền tụ họp lại, để cùng nhau bàn bạc công việc. Chắc hẳn hai người cũng đã biết vật này, không sai, đây chính là đá thông linh. Lúc này, Phong Khê thiếu gia bảo đá thông linh ra cho Thự Công và Thanh Hải xem, sau đó nói, công dụng của đá thông linh, thì tôi cũng không giới thiệu thêm nữa, lúc trước tôi đã từng liên lạc với Viêm Long Tiên Đế, và nhận được mệnh lệnh của Tiên Đế. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, ngài ấy bảo tôi tìm hai người, rồi cùng nhau đến Giang Bắc, ngăn chặn linh khí khôi phục. Viêm Long Tiên Đế còn nói, khi linh khí khôi phục, thì ngài ấy sẽ đến trái đất, đến lúc đó, ngài ấy sẽ dẫm nát trái đất dưới chân, không ai có thể ngăn cản được đường đi nước bước của ngài ấy. Phong Khê thiếu gia khẽ cười nói, chúng ta phải mau chóng đến Giang Bắc làm một số bước chuẩn bị là được rồi. Trong khoảng thời gian này, hai người sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được phép làm trái. Đây là ý của Viêm Long Tiên Đế, nếu hai người không tin, thì tôi có thể khởi động đá thông linh ngay trước mặt hai người, để chứng nhận với Viêm Long Tiên Đế. Phong Khê, lời nói của anh người khác có thể không tin, nhưng tôi chắc chắn sẽ tin. Thự Cống liền xòe tay hình hoa lan, ánh mắt đào hoa nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, giọng nhẹ nhàng nói, đừng quên, mối quan hệ của hai chúng ta, còn thân thiết gần gũi hơn người khác nhiều đó nha. Nói xong, Thự Công liền giơ tay lên, chạm vào tay Phong Khê thiếu gia. Phong Khê thiếu gia rút tay về, khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn sang Thanh Hải ở bên cạnh, hỏi dò Thanh Hải, anh còn muốn chứng minh với Viêm Long Tiên Đế nữa không? Không cần, Thanh Hải lắc đầu nói, thực lực của tôi dù ở bất kỳ đâu, cũng đều tôn trọng những người mạnh, Phong Khê thiếu gia, thực lực của anh mạnh hơn tôi, đương nhiên sẽ do sai bảo chúng tôi. Vậy là tốt, nhìn thấy Thanh Hải chủ động hạ thấp mình, Phong Khê thiếu gia gật đầu thỏa mãn. Sau đó liền thu hồi đá thông linh lại, nói thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng đến Giang Bắc thôi. Khuê Long, Sắc Phong, Minh Cửu, Xích Hồng Nguyệt, chuyện của hai người họ tôi cũng không nói với mọi người nữa, trái đất không hề yếu như chúng ta tưởng tượng đâu. Nơi này tiềm ẩn rất nhiều người mạnh, dựa vào sức lực của chúng ta, cũng không thể vào hoàn toàn đàn áp bọn họ được. Phong Khê thiếu gia nói tiếp, nhưng tên Tô Thương kia... cũng chỉ là một tên tiểu nhân âm hiểm mà thôi, thực lực cũng bình thường. Linh khí khôi phục, tất nhiên anh ta sẽ đến Giang Bắc, nếu gặp được anh ta ở Giang Bắc, thì nhất định phải giết anh ta, để thỏa mối hận trong lòng tôi. Vâng, Thự Công và Thanh Hải thi nhau đáp, nếu đã là tiểu đệ, thì phải cung kính lễ phép với Phong Khê. Nhưng, khi Thự Công nhìn về phía Phong Khê thiếu gia, ngoại trừ kính sự trọng gia, thì còn có sự dễ thương, tế nhị. Một bến khác. Sau khi Xích Hồng Nguyệt chạy thoát khỏi núi Cửu Phong, liền rời khỏi An Huy, rồi chạy một mạch về phía Tây Bắc. Lần này cô ta vô cùng rắn giỏi, không để ý đến lời khuyên của Viêm Long Tiên Đế, nhất định phải đến trái đất, tất nhiên bản thân có thể tự tính toán được. Thực ra, bên trong cơ thể Xích Hồng Nguyệt, có một nửa huyết thống là trái đất, mẹ của cô ta, chính là người trái đất. Nhiều năm trước, Viêm Long Tiên Đế đã đến trái đất. Vừa gặp mẹ cả cô ta đã cảm thấy yêu mến rồi, nên đã cưỡng ép bắt mẹ cô ta đi. Từ nhỏ đến lớn, Xích Hồng Nguyệt vô cùng tò mò, tại sao cha lại đối xử lạnh nhạt với mẹ như vậy, thậm chí còn muốn giam cầm mẹ trong lãnh cung, đến cả trước lúc mẹ qua đời, cũng không thể rời khỏi lãnh cung được. Xích Hồng Nguyệt hỏi dò không chỉ một lần, cô ta muốn biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ cô ta nhất quyết không nói, mà chỉ nói với cô ta rằng, nếu có cơ hội, thì hãy đến núi Không Động ở trái đất một chuyến. Chính là vì lời dặn dò của mẹ, nên lần này bất kể ra sao đi nữa, thì Xích Hồng Nguyệt cũng phải đến trái đất cho bằng được. Núi Không Động, là nơi ở của mẹ ở trái đất sao, không biết tại sao bà ấy lại cứ bảo mình đến chỗ này. Xích Hồng Nguyệt nghi ngờ, không dừng bước, mà đi thẳng đến núi Không Động ở phía Tây Bắc. Ban đêm, sau mấy canh giờ bị giày vò, cuối cùng Tô Thanh Y cũng được nối liền tứ chi. Bây giờ, tứ chi mà Tô Thanh Y có được là của Sắc Phong,
đồng thời một nửa cơ thể còn mang dòng máu của Khuê Long, nên vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì có tứ chi mới, nên thực lực của Tô Thanh Y cũng tăng lên đáng kể, ông ta đã ở cảnh giới Nguyên Anh, cách cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ, cũng chỉ có một chút xíu nữa thôi. Cảm ơn tiểu thiếu gia. Tô Thanh Y có được một cuộc sống mới một lần nữa, liền vội quỳ một chân xuống dưới đất, hai tay chắp lại nói, nếu không phải là tiểu thiếu gia, chỉ sợ cả đời này của tôi sẽ chỉ là một tên phế vật. Sư tôn có ơn trọng dụng với tôi, thu nhận tôi làm đồ đệ, còn cậu thì có ơn hồi sinh lại cho tôi, suốt cuộc đời này thuộc hạ sẽ không bao giờ quên công ơn của hai người. Không cần phải khách sáo. Tô Thương khẽ đưa tay ra nói, ông có ơn với nhà họ Tô như vậy, đây là chuyện tôi nên làm mà. Vâng, Tô Thanh Y chậm rãi đứng người lên, như đang nghĩ tới điều gì đó, bất chấp sức mạnh mãnh liệt của cơ thể mới, rồi mở miệng nói, tiểu thiếu gia, ngay sáng hôm nay, đại sư huynh truyền tin đến cho tôi, nói là đã tìm thấy manh mối của sư tôn, ông ấy đích thị là còn sống, và đang ở trái đất. Sao cơ, có tin tức về ông cố rồi ư? Tô Thương lập tức mừng rỡ, vội vàng truy hỏi, vậy bây giờ ông cố của tôi đang ở đâu vậy? Đại sư huynh không có nói, ông ấy chỉ nói cho tôi biết là sau khi linh khí thức tỉnh, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn, sinh linh ngoại vực sẽ xâm chiếm toàn bộ trái đất. Tô Thanh Y nói tiếp, đến lúc đó, sư tôn sẽ xuất thế lần nữa, trấn áp ngoại vực, lấy lại trật tự. Như vậy sao, sao lại thần bí đến vậy? Tô Thương nở một nụ cười, sau đó hỏi, bây giờ Tây Môn Phong Vân đang ở đâu, với cả nếu như những sư đệ khác của ông đã tìm được ông cố của tôi rồi thì sao không trở về Côn Luân vậy? Theo như đại sư huynh nói, bọn họ đang hộ pháp cho sư tôn, hình như sư tôn đang tu luyện tới thời điểm quan trọng nhất. Tô Thanh Y đáp lại, ham, Tô Thương ân cần hỏi han, hộ pháp sao? Có nguy hiểm gì không? Tôi cũng không rõ lắm. Tô Thanh Y thành thật nói, từ chỗ đại sư huynh biết được, sư tôn vẫn còn đang trong quá trình ngủ say, chưa có tỉnh lại. Lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, Vương Dương Minh cũng ở đó, là do Vương Dương Minh nói cho đại sư huynh biết, sư tôn sẽ là nhân vật quan trọng nhất lập lại trật tự. Tô Thanh Y nói thêm, Tô Thương khẽ gật đầu nói, Vương Dương Minh có thể đoán trước được thiên cơ, nhìn thấy một phần của tương lai, nếu như tương lai ông cố của tôi thật sự sẽ là người lấy lại trật tự, vậy chắc chắn bây giờ sẽ an toàn. Tiếp theo, tôi muốn bắt đầu lập kế hoạch cho linh khí thức tỉnh, có lẽ sẽ không có ai có thể ngăn cản được linh khí thức tỉnh. Trước hết, mặc dù Viêm Long Tiên Đế nói muốn ngăn cản linh khí thức tỉnh, nhưng mà Tô Thương biết được. Nếu như Viêm Long Tiên Đế muốn đi đến trái đất thì cần phải bắt lấy thời điểm khi đại trận bảo vệ trái đất bị suy yếu trong quá trình linh khí thức tỉnh bắt đầu, thì mới có thể lấy trạng thái linh hồn xuyên qua hư không vô tận, sống trong cơ thể của Phong Khê thiếu gia. Nói cách khác, Viêm Long Tiên Đế sẽ không thể ngăn cản được linh khí thức tỉnh khởi động. Và đương nhiên, linh khí thức tỉnh bắt đầu cũng không chỉ xảy ra trong chốc lát, mà là cần cả một quá trình. Sau khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất, chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn linh khí thức tỉnh bắt đầu. Thậm chí, mục đích lớn nhất của Viêm Long Tiên Đế đến trái đất chính là ngăn cản linh khí thức tỉnh, để tránh cho người tu chân ở trái đất mạnh mẽ quá mức, vượt qua khống chế của mình. Nhưng có điều là, sau khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất, Tô Thương sẽ lôi kéo ông ta để cho Kinh Kha dưới núi Cửu Phong đối phó với ông ta. Bởi vậy, Tô Thương cũng không cần lo lắng quá mức về Viêm Long Tiên Đế. Ngoại trừ Viêm Long Tiên Đế ra, trái đất vẫn còn vài tên cao thủ ngoại vực. Ví dụ như Phong Khê Thiếu Gia, Khuê Long, Xích Hồng Nguyệt, à phải rồi, còn có một người nữa tên là Thanh Hải, Tô Thương có ấn tượng rất sâu. Dựa theo lời khai lúc trước của Xích Hồng Nguyệt, khi linh khí thức tỉnh thì trận pháp bảo vệ trái đất sẽ yếu đi, Viêm Long Tiên Đế sẽ thông báo cho Thanh Hải biết, để Thanh Hải giết chết Phong Khê Thiếu Gia, sau đó Viêm Long Tiên Đế mới có thể dễ dàng xác để sống lại. Từ đó có thể biết được, Thanh Hải có trong mình sức mạnh có thể đánh bại được Phong Khê Thiếu Gia như thế là đủ để chứng minh người này không hề đơn giản. Mà bên phía Tô Thương, người mạnh nhất cũng chính là bản thân anh. Ngoại trừ anh ra thì còn đệ nhất giới luyện võ cổ đại Ngô Thanh Ảnh, nhưng mà Ngô Thanh đang bế quan bình phục thương thế, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn rất khó để khỏi hẳn. Còn một người nữa chính là Quách Ý, người có quạt thanh phong. Anh ấy mạnh mẽ điều khiển quạt thanh phong thì miễn cưỡng cũng có thể chống lại một tên cao thủ ngoại vực. Nhưng có thể thấy rõ điều này là chẳng thấm vào đâu,
vì dù sao cao thủ ngoại vực cũng rất đông, cho dù Quách Ý có ngăn cản được một người thì Tô Thương cũng rất khó để đối phó hết những cao thủ ngoại vực khác. Nếu như người truyền dạy võ tài năng cho Quách Ý, Huyền Vi chân nhân Quỷ Cốc Tử đích thân đến Giang Bắc thì tốt rồi, như vậy thì những người như Phong Khê thiếu gia đã không còn đáng sợ nữa. Ngoại trừ Huyền Vi chân nhân ra, trái đất còn những chuẩn bị khác, theo lý thuyết mà nói, thực lực của trái đất bây giờ không hề yếu kém. Tô Thương lắc đầu cười khổ nói, nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể nào ra tay được, nếu không bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đẩy nhanh sự diệt vong của trái đất. Có một số chuyện chỉ cần đoán là biết được thôi. Trước đây khi Viêm Long Tiên Đế ở trái đất, anh ta lần tìm khắp các ngọn núi nổi tiếng và những con sông lớn nhưng cũng không có bắt được mấy vị chuẩn đế kia. Gần đến lúc linh khí thức tỉnh bắt đầu, Viêm Long Tiên Đế biết rõ trái đất vẫn còn chuẩn đế, cho nên đã cử ra 10 người đến trái đất, bảo bọn họ đi ngăn cản linh khí thức tỉnh, thậm chí còn bắt bọn họ làm náo loạn trái đất, cần quét giới luyện võ cổ đại. Như thế còn chưa rõ anh ta bắt 10 người đó đi làm mồi dẫn hay sao, mục đích chính là để dụ cho chuẩn đế lộ mặt. Mặc dù Tô Thương không biết Viêm Long Tiên Đế có thủ đoạn gì, nhưng chỉ cần chuẩn đế của trái đất xuất hiện đối đầu với Nguyên Anh Đỉnh Phong, chắc chắn bọn họ sẽ không thoát khỏi sự truy bắt của Viêm Long Tiên Đế. Mà chuẩn đế chết đi là trái đất sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Trái đất có trận pháp bảo vệ, cho nên Viêm Long Tiên Đế không thể nào tiến vào trái đất với trạng thái toàn thịnh. Nếu như tiến vào trái đất, chắc chắn cảnh giới sẽ bị áp chế, trở thành cảnh giới chuẩn đế. Nếu như chuẩn đế vẫn còn trên trái đất thì cho dù Viêm Long Tiên Đế có cơ hội đi chăng nữa, cũng sẽ không dám đến trái đất một cách tùy tiện, nếu không sẽ bị bao vây tấn công. Số lượng lớn chuẩn đế của trái đất hợp sức cùng nhau ra tay, thiên thời địa lợi nhân hòa, chưa chắc đã không thể áp chế được Viêm Long Tiên Đế. Nhưng nếu như chuẩn đế của trái đất chỉ vì xóa sổ mấy tên cao thủ Nguyên Anh mà để lộ hành tung, như vậy đối với Viêm Long Tiên Đế mà nói, chắc chắn là chuyện vô cùng tốt. Đương nhiên, đây là cục diện thế giới của trước đây, có điều bây giờ trái đất đã thêm một vị cường giả siêu nhiên Kinh Kha, đương nhiên không kiêng kỵ ngoại vực nữa. Theo lý mà nói, cho dù bây giờ chuẩn đế của trái đất bị bại lộ hành tung đi nữa thì đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, vì Viêm Long Tiên Đế đã có người áp chế. Nhưng mà có một vấn đề tương đối khó khăn, đó chính là trạng thái của Kinh Kha, có đôi khi trạng thái của ông ta rất tốt, nhưng có đôi khi sẽ bị nhập ma, khiến cho người ta khó mà nắm bắt được. Đây là một nhân tố không ổn định, cho nên Tô Thương không thể tùy tiện thả ông ta ra khỏi bên dưới núi Cửu Phong, tránh cho ông ta gây ra họa lớn. Thôi bỏ đi, đi bước nào tính bước đó vậy, tất cả mọi người đều đang bày bố nước đi, phải xem cách bày trận của ai là tuyệt vời hơn. Khóe miệng Tô Thương gợi lên một nụ cười châm chọc, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thầm, có điều, trái lại tôi muốn làm tăng thêm một vài chuyện xấu, cần phải để lại một cái truyền tống môn ở núi Côn Luân, như vậy tôi có thể nhanh chóng xuyên qua ba nơi giữa núi Cửu Phong, Giang Bắc và núi Côn Luân. Nghĩ như vậy, Tô Thương nhìn về phía Tô Thanh Y bên cạnh, anh nói, Tô Thanh Y, ông ra bên ngoài chờ đi, lát nữa ông đi với tôi đến Giang Bắc, bây giờ tôi đến Tinh Không Cổ Lộ có chút việc. Vâng, Tô Thanh Y cung kính đồng ý. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó lập tức biến mất, vài phút sau. Anh đi tới Tinh Không Cổ Lộ, khoanh chân ngồi xuống, hai tay thi triển bí quyết, bắt đầu bố trí truyền tống môn. Không bao lâu sau, truyền tống môn đã được thành hình, tản ra ánh sáng yếu ớt. Vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết, Tô Thương đã bố trí một trận pháp ẩn tàng dùng để che giấu truyền tống môn. Làm xong hết tất cả mọi thứ, anh cũng không ở lại đây quá đâu mà đứng dậy đi về phía bên kia, muốn xem thử trận bảo vệ trái đất. Lúc này, một thân một mình Tô Thương đứng ở bên ngoài trận pháp bảo vệ, nhìn quang trụ màu vàng thông thiên ở phía trước, anh lẩm bẩm, lúc trước có nghe Kinh Kha nhắc tới, trận pháp này tên là Hỗn Độn Cực Quang Trận, thật sự là kinh khủng. Nếu như có thể khống chế tòa trận pháp này, chỉ sợ đừng nói là chuẩn đế, cho dù có là tiên đế cũng có thể xóa sổ bọn họ trong nháy mắt. Tô Thương cười khổ nói, nhưng đáng tiếc, Hỗn Độn Cực Quang Trận vô cùng phức tạp, hơn nữa còn có uy thế ngút trời. Với cảnh giới bây giờ của mình, ngay cả tư cách lĩnh hội cũng không có. Tháp hư không chống đỡ được sức ép của Hỗn Độn Cực Quang Trận, chắc chắn là bởi vì có đỉnh Huyền Hoàng mẫu khí trong đó. Tô Thương nói tiếp, đây coi như đã là một kết quả không tệ,
người khác không thể tới gần, nghe đâu Viêm Long Tiên Đế cũng không thể tới gần, nhưng mình lại có thể tiến vào phạm vi quang trụ. Nếu sau này mình gặp phải đối thủ quá mạnh không thể nào chống lại được, thì mình có thể tiến vào phạm vi quang trụ, dùng cái này để tránh thoát kẻ thù. Nghĩ như vậy, Tô Thương lộ ra một nụ cười, đây chính là nơi trú ẩn có sẵn ấy nhỉ. Sau khi Tô Thương cẩn thận quan sát hỗn độn cực quang trận mấy lần thì anh lập tức quay về dưới núi Côn Luân, tụ họp với Tô Thanh Y. Hai người tìm được Ngô Phong, ngồi máy băng trực thăng bay lên trời, xuyên qua những tầng mây. Mục tiêu, Giang Bắc. Ngay lúc đó, đội ngũ ở khắp nơi cũng đang chạy về phía Giang Bắc. Linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, người tu chân trên toàn trái đất đều không thể bình tĩnh. Nhất là người tu chân cảnh giới giả đan, bọn họ vô cùng khao khát đối với linh khí thức tỉnh, bọn họ là người hy vọng linh khí thức tỉnh thành công hơn ai hết. Bởi vì, cảnh giới giả đan đã tích lũy nhiều năm, tích lũy dày đặc muốn bùng nổi. Một khi linh khí thức tỉnh thì cảnh giới của bọn họ rất có thể sẽ đột nhiên tăng vọt, việc đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải là việc gì khó. Nhất là cảnh giới giả đan cửu chuyển, người tu chân đặt chân vào cảnh giới này, mỗi người đều đã trải qua 8-9 lần sinh tử, đối với lĩnh ngộ về cảnh giới đã vượt qua trước mắt quá nhiều, linh khí trong cơ thể cũng đã vô cùng tinh thuần. Chẳng qua lúc trước ngại chuyện chẳng lành cho nên bọn họ không thể nào tiến thêm một bước nữa, nhưng nếu linh khí thức tỉnh, có lẽ bọn họ có thể đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới hóa thần. Hóa thần và giả đan, hai cảnh giới này là khác nhau một trời một vực. Có cảnh giới giả đan cửu chuyển nào mà không chờ mong chạm tới cảnh giới hóa thần, thọ nguyên tăng cao chăng? Bởi vậy, thế lực ở khắp nơi trên trái đất, đi đến Giang Bắc lần này, tất cả đều mang theo mong muốn bảo vệ linh khí thức tỉnh. Mặc dù lúc trước giữa hai bên có thù sâu oán nặng thế nào, bây giờ cũng sẽ đoàn kết đồng lòng, cùng nhau tạo ra một trái đất đầy huy hoàng mới, để cho nguồn linh khí dồi dào tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trên trái đất. Và đương nhiên, linh khí thức tỉnh không có liên quan quá nhiều tới giới luyện võ cổ đại, hơn nữa khởi động cải biến giới luyện võ chỉ vừa mới bắt đầu nửa năm, ngoại trừ Ngô Thanh Ảnh ra, cũng không có sản sinh ra thêm người luyện võ cổ đại lớn mạnh nào khác. Bởi vậy, có rất nhiều thế lực trong giới luyện võ cổ đại không hề cử người đi đến Giang Bắc. Đối với linh khí thức tỉnh, bọn họ lựa chọn có mắt như mù, giả bộ không biết, chuyện không liên quan đến mình thì cứ để nó sang một bên. Mấy vị chuẩn đế trên trái đất địa cầu, được biết có Huyền Vi chân nhân Quỷ Cốc Tử, Sát Thần Bạch Khởi, và với Thương Ưởng cầm sách Thương Quân trong tay. Trong đó, Quỷ Cốc Tử tiếp tục ở lại sơn cốc của ông ấy, giống như không hề lo lắng về cuộc chiến đẫm máu ở Giang Bắc sắp tới. Nhưng mà, Bạch Khởi cầm kích phá thiên, Thương Uyển cầm sách Thương Quân đã ẩn núp ở Giang Bắc. Nhưng bọn họ cũng không có ra tay, mà chỉ lấy thân phận người bình thường tiến vào thành phố, trải nghiệm sự thay đổi của thành phố hiện đại. Ba người Phong Khê Thiếu Gia, Thự Công, Thanh Hải cũng đã đến Giang Bắc, hành động kín đảo, âm thầm tìm kiếm nơi linh khí thức tỉnh khởi động, muốn chuẩn bị sớm trước. Về phần Khuê Long và Xích Hồng Nguyệt thì vẫn chưa xuất hiện. Ngoại trừ những người này, trên trái đất còn có một người, đã lặng lẽ đặt chân lên cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Người này là Quân Vô Ưu nửa năm trước từng xuất hiện ở núi Võ Đang. Quân Vô Ưu vốn là người của gia tộc Đoan Mộc, bởi vì không muốn nhìn thấy gia tộc Đoan Mộc trở thành con rối của ngoại vực, bởi vậy anh ta đã phản bội gia tộc Đoan Mộc, dấn thân vào núi Lão Quân. Thiên phú tu luyện của anh ta vô cùng kinh khủng, hội võ Bách Tông năm đó anh ta đã che giấu thực lực, cố ý bị đánh bại bởi lão độc vật Lâm Uyên. Về sau, Quân Vô Ưu và Nam Cung Dận của gia tộc Nam Cung đã hợp sức tổ chức khởi động cải biến giới luyện võ. Thật ra, khi đó anh ta cũng chỉ là giả bộ mà thôi, nếu không, với thực lực của anh ta thì hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ, không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản được anh ta. Cho dù Tô Thương có dùng ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang, chắc chắn cũng không làm gì được anh ta. Bởi vì lúc ấy, Quân Vô Ưu đã đặt chân vào cảnh giới giả đan bát chuyển. Đúng vậy, là giả đan bát chuyển. Quân Vô Ưu từ nhỏ đã tiếp nhận mức đào tạo cao nhất, thiên phú lại đáng ngạc nhiên, được ca ngợi là thiên tài tuyệt thế ngàn năm không có của gia tộc Đoan Mộc. Đương nhiên, điều này cũng không đủ để anh ta mới 30 tuổi mà đã phá vỡ kim đan nhiều lần như vậy. Sở dĩ Quân Vô Ưu lớn mạnh như vậy là có liên quan đến sơn chủ núi Lão Quân. Mặc dù núi Lão Quân là thế lực võ thuật,
nhưng mà lão sơn chủ lại là một người tu chân mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì được lão sơn chủ che chở, cho nên sau khi quân Vô Ưu phản bội lại gia tộc Đoan Mộc mới không bị đuổi giết. Lão sơn chủ thấy tư chất tự nhiên của quân Vô Ưu vô cùng tuyệt vời, hơn nữa bản thân ông ấy cũng đã già, bởi vậy nên đã dốc sức trợ giúp, giúp đỡ quân Vô Ưu tu luyện. Mà quân Vô Ưu cũng không làm cho lão sơn chủ thất vọng, sau khi đặt chân lên cảnh giới kết đan, đã lập tức phá vỡ, sau đó lại ngưng kết kim đan, rồi lại phá vỡ, ngưng kết, phá vỡ. Anh ta từng tạo ra một kỳ tích chưa từng có, trong vòng một năm đã liên tục phá vỡ kim đan 5 lần. Tóm lại, có thể nói thiên phú tu chân của quân Vô Ưu là bậc nhất. Lúc trước anh ta đến núi Võ Đang do được sơn chủ núi Lão Quân chỉ dẫn, muốn đòi môn chủ Thiên Cơ Môn một món chí bảo. Nhưng lúc ấy núi Võ Đang quá mức hỗn loạn, quân Vô Ưu cũng không nhắc tới, nhưng mà anh ta cũng không rời đi, mà đợi cho núi Võ Đang khôi phục lại tình trạng bình yên rồi đi tìm môn chủ của Thiên Cơ Môn, Vương Trọng Vân. Chuyện này là do lão môn chủ Thiên Cơ Môn Vương Dương Minh và lão sơn chủ đã ước định với nhau, quân Vô Ưu cầm tín vật đến đó đương nhiên đã thành công lấy được chí bảo. Mà món chí bảo kia chính là một thanh bảo kiếm chuẩn đế, tên là Thừa Ảnh, sở hữu sức mạnh tối cao. Kiếm Thừa Ảnh là chí bảo chuẩn đế, chắc chắn có thể trấn áp được chuyện chẳng lành, quân Vô Ưu tốn một chút thời gian và đã thu phục được kiếm Thừa Ảnh. Sau đó, anh ta bước thêm một bước chính là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, mọi hành động của anh ta đều mang theo uy thế khổng lồ. Trước khi lão sơn chủ qua đời đã dặn dò tôi phải phối hợp với lão môn chủ Vương Dương Minh, giúp đỡ linh khí thức tỉnh, đương nhiên tôi sẽ không phụ lòng dặn dò của lão nhân gia ông ấy. Giang Bắc, tôi đã tới rồi. Con cháu nhà họ Tô, không biết bây giờ thực lực của cậu thế nào rồi, nếu như cậu không gánh nổi đại kỳ của thế lực tu chân trên trái đất, vậy thật ngại để tôi gánh thay cậu. Quân Vô Ưu cầm bình hồ lô rượu trong tay, rót một ngụm rượu vào miệng, sau đó lập tức giẫm lên kiếm Thừa Ảnh, biến thành một luồng ánh sáng màu hồng phóng lên trời. Ngự kiếm bay trên không, dành riêng cho kiếm tu. Vốn dĩ. Chẳng qua quân Vô Ưu chỉ mới đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh, muốn ngự kiếm bay trên không trong thời gian dài vẫn còn khá phí sức. Bởi vì linh khí của trái đất mỏng manh, không thể nào bổ sung hồi phục linh khí đã tiêu hao một cách nhanh chóng được. Nhưng thanh kiếm Thừa Ảnh dưới chân quân Vô Ưu lại là chí bảo chuẩn đế, cho nên ngự kiếm bay trên không chỉ là chuyện còn con. Phía bên kia, Tô Thương và Tô Thanh Y ngồi trực thăng vốn định đi Giang Bắc, nhưng trên đường đi chợt nhớ tới chuyện ông ngoại mình và rất nhiều cao thủ võ thuật vẫn còn bị nhốt ở gia tộc Thượng Quan. Bây giờ cách thời gian linh khí thức tỉnh bắt đầu chỉ còn có 2 ngày, chạy tới Giang Bắc vẫn còn dư giả. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ, Tô Thương đã quyết định đến gia tộc Thượng Quan một lần, sau đó lại đến Giang Bắc sau. Tô Thanh Y quen biết với Thượng Quan Vô Ngần, là ông chủ bây giờ của gia tộc Thượng Quan, cho nên ông ấy biết chỗ ở của gia tộc Thượng Quan. Dưới sự chỉ dẫn của Tô Thanh Y, sáng hôm sau, đoàn người Tô Thương đã đến được gia tộc Thượng Quan. Bọn họ xuống khỏi trực thăng. Ngay tại thời điểm này, đại sảnh hội nghị, gia tộc Thượng Quan. Rất đông quản lý của gia tộc Thượng Quan đang ngồi họp cùng nhau, sắc mặt mỗi người đều không dễ chịu, hiển nhiên là vừa trải qua một trận tranh cãi kịch liệt. Bác trai, rất nhiều người quan tâm đến chuyện xảy ra ở núi Cửu Phong, Phong Khê thiếu gia thì bị đánh chạy trối chết, Khuê Long thì vứt bỏ nửa thân rồng, Xích Hồng Nguyệt bị nhốt, Sắc Phong chết tại chỗ, bị con cháu nhà Tô gia Tô Thương ra tay xóa sổ. Lúc này, Thượng Quan Vô Ngần nghiêm túc nói, bây giờ cao thủ ngoại vực đã bị tổn thất rất nghiêm trọng, tại sao không thể thả những cao thủ võ thuật trong mật lao dưới đất ra? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.